Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 93. Giết sạch yêu thú, bảo vệ thành Mộ Kiếm. Thề sống chết thủ vững thành Mộ Kiếm. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn sôi trào, quần chúng kích động, nhiệt huyết rực lửa được thiêu đốt. Nhưng đứng trước tình cảnh như vậy, Lâm Nhất vẫn giữ thái độ ung dung, dựa theo tiết tấu của bản thân, luyện kiếm, luyện tâm giữa vô tận giết chóc. Hắn đang dùng phong cách của Trần Quang kiếm pháp để tôi luyện bá kiếm. Bôn lôi chảm điện, kinh hồng phá nhật, tinh thần đại bảo, các sát chiêu của bá kiếm liên tục được phân giải, rõ ràng là kiếm pháp cực kỳ cuồng bạo, vậy mà trong tay hắn lại hết sức ôn hòa, như gió xuân dịu dàng, lại như trời đông lười nhác, hoặc như ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu so với đám thiên kiêu kia thì kiếm chiêu của hắn không quá bắt mắt, thế nhưng đám yêu thú giao chiến với hắn lại cực kỳ khó chịu. Đủ loại công kích bạo ngược đối mặt với kiếm thế mềm mại kia lại như đánh vào không khí, rất bất lực. Loại cảm giác khó chịu này chỉ khi giao đấu với Lâm Nhất mới cảm nhận được rõ ràng. Một khi rơi vào kiếm thế của Lâm Nhất thì đừng nghĩ có thể thoát ra. Thời gian dần trôi qua, bất giác, số lượng yêu thú giao đấu với Lâm Nhất ngày càng nhiều. Chết, huyết kiếm ngang trời. Trong trạng thái hưng phấn cực độ, sắc mặt Cơ Vô Dạ cực kỳ phấn khích, hắn ta lại thi triển một sát chiêu đáng kinh ngạc. Con yêu thú bán bộ thiên phách trước mặt hắn ta bị kiếm quang huyết sắc chém ngang người, trong cơ thể nó, nơi nào cũng có huyết sát đang điên cuồng cắn nuốt ma khí. Toàn thân hắn ta cảm thấy vô dụng dễ chịu và khoan khoái. Cơ Vô Dạ nhếch miệng cười, lẩm bẩm con thứ tư rồi. Hắn ta đã liên tục chém giết 4 con yêu thú bán bộ thiên phách, với chiến tích kinh người bực này đã có thể sánh ngang yêu nghiệt tuyệt đỉnh, cũng chỉ có Mộ Dung Tịnh mới miễn cưỡng chống lại hắn ta. Rất nhiều trưởng lão tông môn cùng tà tu bán bộ thiên phách cũng đều không sánh bằng. Tên nhóc kia thế nào rồi? Cơ Vô Dạ chợt nhớ đến Lâm Nhất, kiếm pháp của đối phương không tệ, kiếm ý càng mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu bàn về hiệu suất thì chắc chắn kém hắn ta, bởi lẽ huyết sát kiếm quyết của hắn ta vốn sinh ra là để giết chóc. Nếu không có lòng tin tuyệt đối, hắn ta cũng sẽ không mạo muội đánh cược với Lâm Nhất. Nhưng đúng lúc này, một gã nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi ở cách hắn ta không xa bỗng lộ vẻ kinh hãi, đến nỗi cằm suýt rớt xuống. Cái quỷ gì vậy? Cơ Vô Dạ lộ vẻ nghi hoặc, bèn nhìn theo ánh mắt đối phương, chợt, hai mắt hắn ta trợn trừng, không dám tin vào hình ảnh mà mình vừa chứng kiến. Là Lâm Nhất. Bên cạnh hắn không có nổi thi thể của một con yêu thú bán bộ thiên phách, thế nhưng, hắn đang đối đầu với 1, 2, 3 chính xác là cùng lúc giao đấu với 9 con yêu thú bán bộ thiên phách. Sao có thể chứ? Cơ Vô Dạ nhìn mà choáng váng, sắc mặt hắn ta lộ ra sự kinh ngạc, so với gã nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi kia còn khoa trương hơn gấp bội. Cơ Vô Dạ hơi sững sờ, trong mắt hắn ta tràn đầy khó tin, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong đợt thú triều lần này, mặc dù hắn ta kém hơn sư huynh Ô Tiếu Thiên của mình nhưng vẫn nổi bật, nói là tỏa sáng rực rỡ cũng không hề thái quá. Hắn ta chỉ mới có tu vi cảnh giới âm dương đại thành, còn giết liên tiếp 4 con yêu thú bán bộ thiên phách. Với chiến tích này, trừ những yêu nghiệt tuyệt đỉnh kia thì không ai có thể so sánh được với hắn ta. Ngay cả Mộ Dung Tịnh có tu vi cao hơn hắn ta, thực lực sâu không lường được thì cũng chỉ giết 3 con yêu thú bán bộ thiên phách. Hắn ta tu luyện huyết sát kiếm quyết, cô đọng sát khí thành tà khí, sau đó chuyển hóa tà khí thành huyết sát. Cuối cùng dung hợp huyết sát hoàn mỹ với kiếm pháp của mình, để nó đạt tới mức độ độc nhất vô nhị. Loại kiếm pháp này sinh ra là để giết chóc. Thậm chí nó càng giết càng mạnh, máu của hắn ta sẽ được tinh luyện không ngừng khi giết chóc, ngay cả những ma khí đáng sợ kia cũng có thể cắn nuốt. Đây là một chiêu thức rất đáng sợ, không nói đến các đệ tử tông môn. Rất nhiều tà tu cũng phải kinh ngạc và kiêng dè. Nhưng so với Lâm Nhất thì quả thật như trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Đối phương có tu vi tương đương nhưng lại lấy 1 địch 9. Hắn đối đầu với 9 con yêu thú bán bộ thiên phách cùng một lúc nhưng vẫn thong dong và bình tĩnh, chỉ riêng bước đi nhàn nhã đã bỏ xa hắn ta vạn dặm. So với Lâm Nhất, chiến tích của hắn ta quả thật như một trò đùa, Cơ Vô Dạ vô cùng xấu hổ, mặt nóng bừng. Chết tiệt, rốt cuộc tiểu tử này đã làm bằng cách nào?
Cơ Vô Dạ siết chặt tay phải, trong mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng không cam lòng vẫn chiếm phần lớn. Nửa năm trước, trong biển trăng khô, đối phương đã dẫm hắn ta dưới chân để tỏa sáng. Lúc đi còn lóa mắt hơn nữa, một chiêu Trần Quang Tẫn Tán, ba vị trưởng lão tông môn biến thành cho chỉ trong tích tắc. Thậm chí kể cả cao thủ Thiên Phách ra tay đánh tan kiếm thế của hắn, hắn vẫn có thể thong dong rời đi. Cơ Vô Dạ đã khổ luyện nửa năm, chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo, dùng huyết sát thanh lọc cơ thể, lấy huyết sát hoàn thiện kiếm quyết. Hắn ta cứ tưởng mình nhất định sẽ có thể rửa sạch mối nhục trước Quần Long Thịnh Yến và thắng đối phương trước một ván trong đợt thú triều này, nhưng không ngờ nửa năm trôi qua, hắn ta vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đối phương. Người ngoài rất khó hiểu được nỗi chua xót này. Không biết có phải là do Cơ Vô Dạ hay không, khi cuộc chiến dần trở nên khốc liệt thì càng lúc càng có nhiều người chú ý đến Lâm Nhất. Khi Cơ Vô Dạ đang ngây người, lại có một con yêu thú bán bộ thiên phách bị kéo vào trong kiếm thế của Lâm Nhất. Tinh thần đại bảo. Lâm Nhất đắm chìm trong cuộc chiến như quên mất tất cả mọi thứ xung quanh. Vốn dĩ chiêu kiếm này của hắn cực kỳ bá đạo, khi tung ra sẽ có kiếm ý hóa thành quả cầu sấm sét rơi xuống cùng với kiếm quang như ngôi sao. Nhưng bây giờ ở trong tay hắn, nó lại thể hiện một phong thái khác. Phân giải, đang phân giải. Lâm Nhất phân giải và dung hợp sát chiêu bá đạo vô song này với kiếm thế của mình bằng một cách vô cùng khéo léo. Lốp bốp, trong tiếng kiếm quang rít gào, trong không khí có tia sét nhàn nhạt chợt lóe lên, tiếng động không lớn nhưng lại vang vọng khắp mọi nơi. 10 con yêu thú bị mắc kẹt trong kiếm thế đều bị tấn công mãnh liệt. Nhanh, nhanh, phải nhanh hơn nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Nhất lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng hắn di chuyển vô cùng nhanh, nhưng kiếm pháp bá đạo kia lại nhẹ nhàng một cách đáng sợ, mang lại sự tương phản lớn lao kỳ lạ. Chân nguyên dao động, kiếm quang tung hoành, những con yêu thú bị mắc kẹt trong kiếm thế đều đang gào thét, vết thương trên người chúng càng lúc càng nhiều. Lạ quá, kiếm pháp của người này thật kỳ lạ, rõ ràng nhanh đến đáng sợ nhưng khi kiếm đâm ra thì không nhấc lên chút bọt nước nào. Đúng, chính là cảm giác này, như một ngọn núi rơi xuống hồ nhưng lại không có động tĩnh nào cả. Thú vị, hắn đã phân giải chiêu kiếm của mình, đúng là một ngọn núi rơi xuống hồ nước. Nhưng khi sắp rơi xuống, ngọn núi đó lại bị phân giải thành vô số mảnh đá nhỏ, lặng lẽ rơi xuống hồ nước. Kiếm thế của hắn chính là hồ nước này, hồ nước thoạt nhìn không có gợn sóng, trên thực tế đã cô đọng đến mức sâu không lường được, vậy nên những con yêu thú kia mới không thể thoát ra ngoài. Có thể cho là vậy, chung quy vẫn có một ngọn núi rơi xuống nước, sớm muộn gì uy lực đáng lẽ phải bộc phát cũng sẽ bộc phát thôi. Bây giờ kiếm thế của hắn đã bao vây 10 con yêu thú, tại sao vẫn chưa bộc phát? Cơ thể hắn được làm bằng gì vậy, có thể chịu nổi ư? Dù sao thành Mộ Kiếm cũng là thành trì nổi tiếng với kiếm, có rất nhiều cao thủ kiếm đạo. Sau khi kinh ngạc, họ lập tức phát hiện manh mối. Nhưng vẻ nghi hoặc trong mắt họ lại càng thêm nồng đậm. Khả năng thao túng kiếm pháp phải đạt tới mức thuần thục như thế nào mới có thể làm được như hắn? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ cần thuần thục mà còn phải nhanh hơn nữa. Kiếm của hắn thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế lại nhanh đến đáng sợ. Sát chiêu từ một phân giải thành 10, 100 nhát kiếm, nhưng thời gian thi triển lại không chênh lệch bao nhiêu. Người này đúng là kỳ tài kiếm đạo, hắn đến từ đâu thế? Hắn còn đang phân giải, tiểu tử này không sợ chịu không nổi à? Trước mắt bao nhiêu người? Lâm Nhất vẫn như quên mất bản thân mình, hoàn toàn không phân tâm, nhưng những người hiểu kiếm chân chính thì vô cùng sợ hãi, thực sự không dám tưởng tượng khi kiếm thế kìm nén đến cực hạn bộc phát sẽ có uy lực đáng sợ tới mức nào. Quả nhiên phải thật nhanh mới được, bá kiếm thoạt nhìn nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng thực chất đã trở nên nhiều vô số kể, uy lực càng lớn. Lâm Nhất đắm chìm trong sự ngộ đạo, lòng thoải mái vô cùng, đợt thú triều này đúng là kỳ ngộ nghìn năm khó gặp đối với hắn. Không chỉ kiếm pháp, hắn cảm thấy kiếm ý của mình cũng đang từ từ tiến bộ dưới sự thao túng cực hạn này. Cảm giác này rất kỳ diệu, không thể miêu tả nhưng lại vô cùng chân thật. Giống như người ngoài không hiểu lòng hắn nhưng hắn lại hiểu rất rõ, vén lên màn sương mù và nhìn thấy rõ. Cùng lúc đó,
Long Hạo đang âm thầm bảo vệ Mộ Dung Tịnh cũng nhìn thấy được bóng dáng Lâm Nhất. Đây không phải chiêu kiếm giao đấu với hám thiên ma viên ngày hôm đó sao? Long Hạo vô cùng kinh ngạc, ông ta vừa nhìn đã nhận ra kiếm pháp mà Lâm Nhất sử dụng. Khác với những người khác, họ chỉ suy đoán kiếm pháp này chắc hẳn rất bá đạo, nhưng ông ta đã từng được chứng kiến uy lực của kiếm pháp này. Long Hạo hoàn toàn sững sờ, sự chấn động ở sâu trong lòng ông ta thực sự không thể nào diễn tả bằng lời. Trong lúc phân giải, 10 con yêu thú bán bộ thiên phách mắc kẹt trong kiếm thế thương tích đầy mình, vô cùng khó chịu. Tiểu tử này là kẻ điên ư? Trong cuộc đại quyết chiến thú triều mà hắn lại lấy thân luyện kiếm, đúng là không sợ chết. Long Hạo hít vào một hơi, gò má khẽ run, sâu trong lòng cực kỳ chấn động. Lúc này, Lâm Nhất đột nhiên bay lên không trung, một vòng kim quang đồng thời dâng lên cao. Nói chính xác hơn thì đây không phải vòng kim quang mà là mặt trời, một mặt trời như lửa chiếu sáng cả không gian bị ma vân bao phủ này, ánh sáng rực rỡ chói lóa. Lâm Nhất kìm nén bá kiếm đến cực hạn, cuối cùng không chịu nổi nữa mà phóng thích khí thế này hoàn toàn. Phụt! Kim quang bùng lên, 10 con yêu thú bán bộ thiên phách đều bị chém ngang eo, hoàn toàn không còn sức giãy giụa, chết ngay tại chỗ. Kim quang rực rỡ rọi xuống mặt đất tạo thành một lớp ánh sáng vàng, ngay cả dòng máu chảy xuôi kia cũng được chiếu sáng, ánh sáng chiếu rọi rất lâu. Hô! Nhưng tất cả võ giả nhìn thấy cảnh này, con người đều co rụt mãnh liệt, cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Họ đều đoán rằng khi kiếm thế bị phân giải liên tục kia bộc phát sẽ gây chấn động và đáng sợ đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng không ai ngờ rằng khi chiêu kiếm này được thi triển chân chính, uy lực vẫn vượt ngoài dự đoán của họ. 10 con yêu thú bán bộ thiên phách đều chết dưới một chiêu kiếm. Tuy 10 con yêu thú này đã bị thương sẵn, nhưng uy lực mà nó mang lại không hề thua kém gì so với chiêu thức đỉnh phong trước đó của Ô Tiếu Thiên. Một chiêu giết hết. Cơ Vô Dạ nhìn Lâm Nhất chằm chằm với vẻ mặt như cho tàn, lòng như nước đọng, hoàn toàn hết hy vọng. Vào khoảnh khắc này, Lâm Nhất đã vượt qua hắn ta, giết được hơn gấp đôi yêu thú bán bộ thiên phách so với hắn ta vất vả săn giết. Long đại nhân, hắn cũng là người của kiếm minh phải không ạ? Mộ Dung Tịnh nhìn sang, nhẹ giọng hỏi. Uy lực mà chiêu kiếm này tạo thành quá lớn, ngay cả Mộ Dung Tịnh đang tập trung đánh nhau với yêu thú cũng bị kim quang thu hút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi nhìn thấy 10 con yêu thú đều chết, trong lòng hắn ta nổi lên gợn sóng dữ dội. Nhìn thấy vẻ mặt Long Hạo có vẻ khác thường như là có quen biết người này, hắn không nhịn được hỏi, thậm chí cho rằng người này cũng là kỳ tài tiềm ẩn của kiếm minh. Không, hắn là Lâm Nhất, lúc trước ta có mời nhưng hắn đã từ chối. Long Hạo liếm bờ môi khô khốc, tiếc nuối đáp. Lâm Nhất. Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Mộ Dung Tịnh lập tức trở nên u ám, trong mắt dâng trào sát ý vô tận. Lại là hắn. Lúc trước cây cỏ kiếm hoàng 100 năm mà kiếm quán thiết huyết chuẩn bị cho hắn ta đã bị hủy trong tay người này. Ngông cuồng, biết rõ mình đang ở thành mộ kiếm mà còn chủ động tới. Hắn không để Mộ Dung Tịnh mình vào mắt đến thế ư. Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh âm u khó coi, hắn ta thầm nổi giận, lạnh giọng bảo, nếu đã từ chối kiếm minh thì để hắn đi chết đi. Đừng! Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến Long Hạo kinh hãi, vội vàng khuyên can. Nhưng ông ta không biết Mộ Dung Tịnh hận Lâm Nhất như thế nào, đó là một cây cỏ kiếm hoàng 100 năm, món bảo vật hiếm thấy có thể giúp kiếm ý của hắn ta đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Mộ Dung Tịnh đột nhiên di chuyển, thôi phát kiếm ý đến cực hạn, lao về phía Lâm Nhất với tốc độ nhanh như chớp. Rắc rắc rắc! Kiếm pháp của hắn ta vô cùng sắc bén. Những nơi hắn ta đi qua có vô số yêu thú bị xé thành nghìn vạn mảnh nhỏ, kiếm quang chiếu rọi vào máu, máu bắn ra như giải lụa màu đỏ tươi sắc bén vô phong, vô cùng khủng khiếp. Không tệ, chiêu kiếm này cứ gọi là bá trảm thiên hạ đi. Lâm Nhất đáp xuống đất, thở hổn hển, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chiêu kiếm hoàn toàn mới được dung hợp từ 4 sát chiêu của bá kiếm này đương nhiên không thể gọi là chiêu dương như hỏa, nó sẽ còn tiếp tục yên lặng. Cuối cùng sẽ dung hợp tất cả 9 thức của bá kiếm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm thế lạnh lẽo đánh tới,
nó dấy lên cuồng phong ngút trời, sát ý kinh khủng. Không xong. Mộ Dung Tịnh muốn giết người này. Mọi người vô cùng kinh hãi, họ còn đang đắm chìm trong sự chấn động mà Bá Trảm Thiên Hạ tạo thành, hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Tịnh sẽ ra tay vào lúc này. Thời cơ này được lựa chọn rất tinh khôn. Hận thù phải lớn cỡ nào mới có thể đánh lén người này trước mặt mọi người, thực sự khiến người ta không hiểu nổi. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng Lâm Nhất không chết cũng sẽ trọng thương, hắn đột nhiên xoay người lại đâm một nhát. Nhát kiếm này có phong cách hoàn toàn khác biệt với Bá Trảm Thiên Hạ. Hắn dung hợp cả bộ Trần Quang kiếm pháp, biến hóa ra mấy chục loại dị tượng chỉ trong nháy mắt. Có tường vi nở rộ tuyệt mỹ, có giao long ngoi lên khỏi mặt nước, bay lượn quanh núi có lá rơi nhẹ nhàng. Có mưa phùn đầy trời, như tơ như sương. Đủ loại dị tượng nhanh chóng biến mất khiến người ta không nhìn kịp, hoa cả mắt. Trần Tận Quang sinh, chiếu phá sơn hà. Lâm Nhất, xin nương tay cho, xin nương tay cho. Nhìn thấy cảnh này, Long Hạo lập tức hoảng sợ, luống cuống la lên. Táng hoa đâm vỡ đại thế sắc bén vô biên của Mộ Dung Tịnh, mũi kiếm hơi chếch đâm vào bên cạnh trái tim hắn ta. Bùm! Kiếm quang nổ tung, Mộ Dung Tịnh hộc máu, văng nhanh ra xa, tốc độ đó còn nhanh hơn gấp mấy lần so với khi lao tới. Rắc, 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 rắc! Trong lúc văng ngược ra sau, trên người hắn ta có kiếm quang liên tục nổ tung như hoa nở hoa rơi, lặp lại tuần hoàn. Đến khi ngã xuống đất, cả người Mộ Dung Tịnh toàn là vết thương, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, hình tượng chật vật và thê thảm, đau đến mức không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Đa tạ, đa tạ. Long Hạo chạy tới bên cạnh Mộ Dung Tịnh, không dám trách cứ lời nào, liên tục nói cảm ơn. Lâm Nhất hờ hững nhìn ông ta, ý lạnh trong mắt khiến Long Hạo hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, một luồng yêu sát lao đến từ phía xa, sau khi đáp xuống đất, một cây gậy quét ngang, mấy tên cao thủ bán bộ thiên phách bị đập chết tại chỗ. Một con yêu thú bá chủ bán bộ thiên phách không biết vì sao lại phá được tầng kết giới của yêu nghiệt tuyệt đỉnh, xông về chiến trường bên phía nhóm người Lâm Nhất. Mọi người kinh hãi, trở nên hoảng loạn. Đây là một con yêu thú bá chủ mạnh hơn cả thiên phách, không ngờ nó lại chạy tới chỗ họ. Nếu như để nó đến gần thì sẽ không thể tránh được một cuộc tàn sát. Long Hạo nhìn qua, lòng bỗng trùng xuống, ông ta nhận ra con yêu thú này. Là Hám Thiên Ma Viên. Hám Thiên Ma Viên. Lâm Nhất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp con yêu thú này. Mấy ngày trước, Thành Mạc Thủy đã bị phá hủy trong tay nó. Tuy nó bị Lâm Nhất giữ chân một thời gian, nhưng cũng có ít nhất mấy chục vạn người dân chết. Thành Mạc Thủy biến thành địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, hài cốt chất thành đống. Điều khiến Lâm Nhất khó hiểu là con yêu thú này đã phá vỡ tầng kết giới của những yêu nghiệt tuyệt đỉnh và cao thủ thiên phách để vào khu vực này bằng cách nào. Đám người Ô Tiếu Thiên không phải quả hồng mềm, tất cả họ đều mạnh nghịch thiên. Dõi mắt về phía xa, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua. Mặt lập tức khẽ biến sắc. Hóa ra ở bên phía đám người Ô Tiếu Thiên không biết từ khi nào đã có rất nhiều yêu thú cấp bậc bá chủ chạy tới từ phía sau. Tình thế vốn đang chiếm lợi thế lập tức đảo ngược, ngay cả Ô Tiếu Thiên vừa mới tỏa sáng rực rỡ cũng có vẻ khó chống đỡ được. Số lượng yêu thú quá nhiều, mỗi người họ đều phải đấu với ít nhất hai con yêu thú bá chủ, nhưng cuối cùng vẫn có cá lọt lưới. Hám Thiên Ma Viên đã xông vào được trong tình huống này. Vào lúc này, Hám Thiên Ma Viên đang tàn sát bốn phía khiến mọi người hợp lực cũng khó đối phó, đột nhiên nổi giận gầm lên, ma khí cuồn cuộn trong mắt cháy thành ngọn lửa màu đen, một luồng khí lạnh phát tán từ trên người nó. Rư, rư, rư. Nó dừng tấn công, cơ thể khổng lồ đứng yên trên mặt đất, đôi mắt nhìn xuống chằm chằm về hướng nào đó từ trên cao. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Nó không ngừng giống lên, há miệng để lộ răng nanh bén nhọn đáng sợ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của con Hám Thiên Ma Viên này đột nhiên tăng lên gấp bội. Có chuyện gì thế? Khi đám người run bần bật trước mặt Hám Thiên Ma Viên đang sợ hãi tột cùng, nó đột nhiên bỏ qua đám người này và chạy như điên. Phiền thật đấy. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, con yêu thú này thù dai thật. Trong cục diện hỗn loạn thế này mà lại có thể nhanh chóng tìm được mình.
Mấy ngày trước, Lâm Nhất dùng rất nhiều thủ đoạn nhưng chỉ đánh lùi được đối phương, bây giờ tu vi thăng lên cảnh giới âm dương đại thành, thực lực đã mạnh hơn nhiều nhưng hắn vẫn không muốn liều mạng với con yêu thú này. Hắn không muốn để lộ quá nhiều át chủ bài vì những người này. Grr. Trong lúc hắn suy nghĩ, cơ thể như một ngọn núi nhỏ của hám thiên ma viên đáp xuống, một tia yêu sát phóng ra. Nó như một sợi roi, những võ giả bị đánh chúng đều chóc ra bong thịt, vô cùng đau đớn. Đây chỉ là một sợi khí yêu sát vô thức của nó thôi, nếu nó cố tình ra tay sẽ không còn ai có thể sống sót. Cây trụ đá cổ xưa dài trăm trượng được cua qua cua lại linh hoạt như cây gậy trong tay hám thiên ma viên. Sau khi tới gần, nó đập mạnh xuống một phát. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất di chuyển, bước ra một bước, để lại hơn 10 bóng ảnh trên mặt đất. Rầm, trụ đá nện xuống mặt đất tạo thành chấn động màu đen đáng sợ lan rộng ra xung quanh, rất nhiều yêu thú ở gần đó không tránh kịp đều bị nghiền nát. Rắc, rắc, rắc. Các bóng ảnh của Lâm Nhất liên tục vỡ vụn, khi thấy làn sóng chấn động sắp quét tới chân mình, táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất chém một nhát. Xoẹt. Kiếm khí như một cây kéo chạm vào làn sóng chấn động màu đen, cắt nó liên tục như miếng vải, làm phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Không ngờ thực lực của nó đã mạnh hơn rất nhiều. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, nhát kiếm vừa rồi của hắn có thể chém đứt làn sóng chấn động trong nháy mắt, nhưng lúc này nó lại chậm hơn nhiều, hơn nữa còn trong tình huống thực lực của hắn đã mạnh lên. Không ổn, con hám thiên ma viên này nhằm vào vị kiếm khách kia. Con yêu thú này thật thông minh, biết người này có uy hiếp lớn nhất nên nhằm vào hắn trước. Có lẽ do vừa rồi vị kiếm khách áo xanh này quá nổi bật, một chiêu giết chết 10 con yêu thú bán bộ thiên phách, chắc là hám thiên ma viên đến để đối phó với hắn. Xong đời, hắn phải trốn nhanh lên mới được, hám thiên ma viên quá đáng sợ. Người ngoài không biết mối thù giữa Lâm Nhất và hám thiên ma viên. Tưởng rằng nó cố ý đến để đối phó với hắn nên trong lời nói rất lo lắng cho sự an toàn của Lâm Nhất. Grr. Hám thiên ma viên giống lên, thế tấn công của nó điên cuồng và mãnh liệt như vũ bão. Thế tấn công cuồng bạo kia như phá hủy cả mặt đất, nhưng lại không làm mặt đất nứt toạt quá đáng sợ. Cách thao túng của nó cực kỳ cao siêu, nó không lãng phí sức mạnh yêu sát kinh khủng cho mặt đất, điều khiến chúng thành những làn sóng chấn động đáng sợ. Từng làn sóng càn quét bốn phương tám hướng như cuồng phong, mở rộng phạm vi công kích đến mức không thể né tránh. Lâm Nhất đứng sâu trong đó có vẻ hơi khó chịu, vẫn luôn bị động né tránh và phòng ngự. Thỉnh thoảng có kiếm quang sắc bén chém vào người ma viên, chỉ để lại vết thương nông, hám thiên ma viên hoàn toàn không để ý. Phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Nhất cau mày, nếu không thi triển kiếm ý bán bộ thông linh. Muốn làm đối phương bị thương thì e rằng rất khó. Huyết kiếm như uyên. Lúc này, một bóng người bay tới đánh về phía hám thiên ma viên. Có kiếm quang huyết sắc tạo thành vòng xoáy đáng sợ giữa không trung, hạ xuống về phía ma viên như vực sâu. Là cơ vô dạ gia nhập cuộc chiến. Bùm. Cơ thể khổng lồ của hám thiên ma viên lảo đảo lùi về sau mấy bước nhưng không hề bị thương. Bộ lông dày trên người ma viên có khả năng làm suy yếu các loại thế công cực lớn, nó da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh, chỉ riêng tầng yêu sát màu đen trên người nó thôi cũng đã rất khó phá vỡ bằng kiếm quang. Lâm Nhất, chúng ta tiếp tục xem cuối cùng ai sẽ có thể giết chết con hám thiên ma viên này. Khuôn mặt dữ tợn của cơ vô dạ lộ ra vẻ điên cuồng, hắn ta muốn so tài với Lâm Nhất thêm lần nữa để phân ra thắng bại. Ầm ầm. Mặt đất lại rung chuyển, hám thiên ma viên cầm trụ đá dài trăm trượng quét ngang, một đòn này cuốn theo yêu sát vô biên, tà khí màu đen cô đọng thành gió thổi tới, trong nháy mắt bao trùm lấy Lâm Nhất và cơ vô dạ. Xì xì. Chân nguyên hộ thể trên người hai người chống chọi lại ma khí điên cuồng, ngay cả kiếm ý cũng không thể xua tan hoàn toàn luồng yêu sát này. Không ổn. Lâm Nhất biết rõ luồng yêu sát này đáng sợ cỡ nào, ngoại trừ ăn mòn chân nguyên. Luồng yêu sát này còn ảnh hưởng đến thân pháp của võ giả khi bị trụ đá đánh trúng. Không chết cũng sẽ tàn phế, hắn đã từng chứng kiến nhiều lần cao thủ bán bộ thiên phách bị nó đập một phát chết mất. Nếu bàn về lực bộc phát, con hám thiên ma viên này chung quy vẫn là yêu thú cấp bậc bá chủ,
cao hơn họ quá nhiều. Thương Long Cửu Biến. Lâm Nhất nhẩm niệm, trong cơ thể có tiếng rồng ngâm vang lên, ngoài cơ thể những đường long văn dữ tợn ngọ nguậy. Trong nháy mắt, chúng bay lượn quanh người hắn rồi hóa thành 16 con lôi mãng lập lòe tia điện, phá vỡ luồng yêu sát xâm nhập kia. Thất Huyền Bộ, Kim Ô tung cánh. Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, từng tia kiếm quang xé luồng yêu sát nứt toạc. Bùm. Sau đó nó điên cuồng tăng vọt, đẩy yêu sát ra ngoài. Ngược lại Cơ Vô Dạ không được may mắn như hắn, hắn ta bị mắc kẹt trong yêu sát màu đen, bộc phát ra kiếm quang chói mắt. Huyết Ngục Ma Long. Hắn ta phẫn nộ hét lên, trực diện đỡ lấy trụ đá đập xuống của Hám Thiên Ma Viên, kiếm quang và yêu sát màu đen vỡ nát cùng một lúc. Cơ Vô Dạ nhanh chóng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hơi khó coi. Giết! Hai người đều bị trúng một đòn nhưng ý chí chiến đấu không hề giảm sút, họ bay lên không trung, tiếp tục lao tới tấn công. Quyết tâm thật đấy, không ngờ hai người này lại muốn hợp lực giết chết Hám Thiên Ma Viên. Khó lắm, con Hám Thiên Ma Viên này quá đáng sợ, trừ phi là Ô Tiếu Thiên, nếu không kể cả yêu nghiệt tuyệt đỉnh Tiếp Việt, họ cũng chưa chắc có thể giết được đối phương, cùng lắm là ngang tài ngang sức. Đúng thế, hai người này hợp lực sợ rằng sẽ khó thoát được cái chết. Đúng lúc này, một tia quyền mang đỏ rực chiếu rọi cả vùng trời, đánh vào người Hám Thiên Ma Viên. Hám Thiên Ma Viên lùi lại vài bước. Lớp yêu sát màu đen che phủ trên người nó cũng bị đốt cháy, trên bề mặt cơ thể bị cháy thành vết thương đỏ như máu. Ý chí hỏa diễm mạnh quá. Nhìn thấy đòn tấn công đáng sợ này, Lâm Nhất thầm nói trong lòng, chắc chắn người đến đã lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Nếu không đòn tấn công này đừng nói là đả thương Hám Thiên Ma Viên, e rằng muốn đẩy lùi nó cũng không được. Là đại đệ tử Tần Dương của Huyền Dương Điện. Tần Dương của Huyền Dương Điện. Đứng hạng 23 trong bảng Long Vân Kỳ trước, yêu nghiệt tuyệt đỉnh danh xứng với thực. Hắn ta đến Tiếp Viện rồi, đúng là phải đến thôi, nếu không mấy thiên tài tử phủ này sẽ phải chết hết. Thấy Tần Dương đột nhiên xuất hiện, mọi người yên tâm hơn được một chút. Cơ Vô Dạ, sư huynh của ngươi bảo ta chuyển lời với ngươi rằng đừng có đi tìm đường chết, ngươi không phải đối thủ của Hám Thiên Ma Viên này đâu. Trên người Tần Dương lóe lên ánh lửa. Chân nguyên hỏa diễm hùng hậu mang đến cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận như đại dương. Tu vi thâm hậu như thế, chắc chắn là đã tu luyện công pháp nào đó đến cảnh giới khá cao siêu rồi. Nếu không dưới tình huống cảnh giới tu vi chênh lệch không lớn, chân nguyên không thể chênh lệch đến mức này được. Ánh mắt Tần Dương vô cùng nóng bỏng, Hám Thiên Ma Viên này có huyết mạch man thú viễn cổ, có thể xem là một tồn tại hàng đầu trong yêu thú cấp bá chủ. Nếu có thể đánh chết nó, giá trị yêu đan chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là lý do vì sao hắn ta đột nhiên chủ động xin đi Tiếp Viện. Yêu nghiệt hàng đầu không có mặt, nơi này không ai có thể tranh giành với hắn ta cả. Cơ Vô Dạ lau khô vết máu trên khóe miệng, nét mặt ít nhiều có hơi không cam lòng, nhưng đối phương nói rất đúng. Rõ ràng khí thế trên người Tần Dương đáng sợ hơn, Hám Thiên Ma Viên tạm thời bỏ qua cho Lâm Nhất. Bắt đầu tập trung tấn công Tần Dương. Ánh lửa biến mất, Tần Dương sử dụng thân pháp cực kỳ cao siêu, nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của Hám Thiên Ma Viên, không bị yêu sát màu đen của nó cuốn lấy. Huyền Dương liệt nhật. Vào khoảnh khắc ánh lửa ngưng tụ, Tần Dương xuất hiện trên không trung, hắn ta hừ lạnh, nâng tay lên đánh mạnh xuống một chưởng. Trong nháy mắt, vô số chân nguyên hỏa diễm ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn ta. Dưới sự gia trì của ý chí hỏa diễm, chân nguyên hỏa diễm vừa hùng hậu vừa mênh mông cô đọng lại gấp mấy chục lần, bộc phát ra uy lực có thể sánh với mặt trời. Nó bay nhanh như chớp, xuyên qua hư không, đánh về phía Hám Thiên Ma Viên. Trước ngực Hám Thiên Ma Viên lập tức bị đánh ra một lỗ thủng lớn, ngọn lửa bám trên vết thương, vẫn không ngừng bốc cháy. Gào, gào, gào. Cảm giác đau đớn khiến Hám Thiên Ma Viên phát ra tiếng gào thét thảm thiết, sóng âm dao động khiến màng nhĩ mọi người không ngừng rung động. Dưới cơn đau, thậm chí Hám Thiên Ma Viên còn chật vật quỳ một chân dưới đất, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Lỗ thủng trước ngực vẫn đang mở rộng, máu tươi tuôn ra như suối. Mạnh quá đi mất. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đúng là thiên tài trong bảng Long Vân,
vừa ra tay đã đáng sợ thế này. Hám thiên ma viên hoành hành đã lâu, đây là lần đầu tiên chịu thiệt thòi như thế, chưa từng thấy nó chật vật đến vậy bao giờ. Tần Dương thừa thắng xông lên, nhân cơ hội bay lên trời. Trưởng mang nóng rực không ngừng rơi xuống, ngọn lửa bùng cháy, khiến mặt đất trở nên đỏ bừng. Huyền Dương quyết. Lâm Nhất nhận ra công pháp này, hắn nhíu mày, hắn không có thiện cảm với người của Huyền Dương Điện, không muốn nhúng tay vào. Nhưng lúc này, biến cố chợt diễn ra. Oanh! Máu thịt trên lưng hám thiên ma viên đang quỳ một chân dưới đất chợt động đậy, nhanh chóng ngưng tụ thành một đôi cánh bằng thịt màu đen khổng lồ. Đôi cánh đó lóe lên ánh sáng tựa như kim loại, nó vỗ mạnh, ngọn lửa dưới đất và ý chí hỏa diễm trên người Tần Dương thoáng chốc bị thổi tắt. Ầm! Thân thể của hám thiên ma viên quá khổng lồ, đôi cánh đó không thể giúp nó bay lên, nhưng cũng giúp nó tăng tốc độ gấp mấy lần. Hai cánh vỗ mạnh, bay lên tựa như tia chớp, đánh một quyền lên người Tần Dương. Tần Dương trên không trung không kịp đề phòng, còn chưa kịp ngưng tụ ý chí hỏa diễm một lần nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía xa tựa như diều đứt dây. Hắn ta rơi xuống, ngã lên trên hàng trăm con yêu thú chết trong thú triều. Hám thiên ma viên đảo mắt, lại chú ý tới Lâm Nhất một lần nữa, thân thể của nó vốn vô cùng khổng lồ, bây giờ lưng mọc hai cánh, rõ ràng là càng đáng sợ hơn. Chỉ ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của nó đã có thể khiến rất nhiều người nằm dạp xuống đất, không thể cử động rồi. Quá đáng sợ. Những người đứng trên chiến trường chỗ Lâm Nhất vô cùng khiếp sợ, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Sau khi bị đòn tấn công của Tần Dương làm trọng thương, hám thiên ma viên vẫn có thể phản công từ bước đường cùng, chẳng những thế, trên lưng nó còn mọc ra đôi cánh màu đen. Tách, tách. Nhưng dù thế, lỗ thủng bị thương trước ngực nó vẫn có máu không ngừng tuôn ra. Có thể thấy trạng thái của nó cũng không được mạnh như trước, đòn tấn công bằng hết sức lực của Tần Dương vẫn khá chí mạng với nó. Chết tiệt, huyết mạch của con hám thiên ma viên này lại biến dị rồi. Phải thừa dịp nó bị thương nặng để giải quyết nó mới được. Nếu không e rằng nó sẽ tấn thăng thành yêu thú thiên phách. Có người nhìn ra tình hình, dù uy lực yêu sát trên người hám thiên ma viên đang tăng vọt, nhưng trạng thái của nó cũng không được tốt lắm. Nếu có yêu nghiệt tuyệt đỉnh ở đây chắc hẳn có thể giết chết được nó. Nếu không, đợi nó phục hồi vết thương, dưới sự xâm nhiễm của ma khí nơi này, nó rất có thể sẽ thăng cấp thành yêu thú thiên phách. Yêu thú thiên phách cấp bá chủ chỉ nghe thôi đã thấy đáng sợ. Gào. Hám thiên ma viên đang nhìn chằm chằm Lâm Nhất chợt hít sâu một hơi, yêu sát màu đen trong người tập trung về phía trước ngực, vị yêu khí hội tụ, vị trí đó không ngừng căng lên như sắp nổ tung. Đợi đến khi sắp tới giới hạn, hám thiên ma viên đột nhiên gào thét. Dưới sự tập trung của yêu sát, tiếng gào thét này tạo thành sóng âm đáng sợ. Một khắc sau, sóng âm biến thành năng lượng màu đen tựa thực thể, như một hình tròn đang nhanh chóng lan rộng. Rất nhanh, tốc độ khuếch tán của sóng âm này vô cùng nhanh, nhanh đến mức rõ ràng mọi người đã nhìn thấy sự tồn tại của sóng âm nhưng lại không nghe thấy chút tiếng động nào. Khi mọi người nghe thấy tiếng động, đất trời rung động dữ dội, vô số yêu thú bị nổ tung. Rất nhiều võ giả bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, thất khiếu bọn họ đều chảy máu. Không rõ sống chết. Kiếm ý của Lâm Nhất rất nhạy bén nên đã cảm nhận được từ trước, nhanh chóng bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, dưới sự thúc giục của Tử Diên kiếm quyết, hắn đứng trên không trung, có vô số tàn ảnh màu vàng xuất hiện. Nhưng sóng âm màu đen kia lại có tốc độ nhanh hơn, sau khi bổ đôi những tàn ảnh kia, nó sử dụng uy lực còn lại cuối cùng đánh ngã Lâm Nhất. Chỉ là uy lực còn sót lại, nhưng nó vẫn khiến Lâm Nhất tim đập thình thịch. Xương cốt kêu lên rắc rắc, trên người xuất hiện vết nứt. Khóe miệng Lâm Nhất có máu chảy ra, sau khi đáp xuống đất, hắn quay đầu nhìn lại, trong phạm vi 10 dặm xung quanh chỉ có mấy chục người còn sống sót. Quá thảm thiết. Trước đó chiến trường này có ít nhất hơn 1000 người đang chém giết, nhưng bây giờ chỉ còn thiên tài đứng đầu hoặc trưởng lão tông môn và tán tu chạy đến từ các nơi còn sống. Nhưng chỉ có Lâm Nhất là có thể đứng thẳng. Ngoài ra thì không còn ai khác nữa cả. Chết tiệt, rõ ràng hám thiên ma viên này đã thế suy sức yếu rồi mà. Lúc này, Tần Dương đang ăn một viên đan dược,
trong mắt hắn ta tràn đầy sự không cam lòng. Tóc tai hắn ta rối bời, sắc mặt cũng tái mét, thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể đứng dậy. Còn mấy người Long Hạo, Cơ Vô Dạ gần như bị vỡ vụn một nửa xương cốt. Đừng nói là đứng dậy, cho dù là cử động cũng đau đến mức chết đi sống lại. Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, phong thái trước đây hoàn toàn biến mất. Xong rồi, ngay cả Tần Dương cũng không đứng dậy nổi nữa. Trời ạ, Hám Thiên Ma Viên này quá mạnh, bị trọng thương mà vẫn có sức sống ngoan cường như thế. Không đúng, vẫn còn người không ngã xuống. Là kiếm khách đó. Khi rất nhiều võ giả trên tường thành đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì họ chợt phát hiện trên mặt đất trống trải vẫn có một bóng người áo xanh đứng thẳng. Không ai ngờ vào lúc yêu nghiệt hàng đầu như Tần Dương cũng không thể đứng dậy vẫn có một người sừng sững không ngã. Hai mắt mọi người sáng lên, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đây là kiếm khách áo xanh đã dùng một kiếm giết chết 10 con yêu thú bán bộ thiên phách trước đó. Chỉ còn lại một mình ta thôi sao? Lâm Nhất khẽ độc thoại, hắn nhìn Hám Thiên Ma Viên phía xa, ta với ngươi đúng là có duyên. Hám Thiên Ma Viên vừa phát ra sóng âm tử vong có vẻ hơi mệt mỏi, nó thở hổn hển, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy những võ giả lần lượt chết đi, nét mặt nó vô cùng lạnh lùng. Nhưng khi phát hiện Lâm Nhất vẫn còn đứng, nó lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Oanh! Một khắc sau, trong mắt nó lóe lên sát khí đáng sợ, nó giang cánh, lao nhanh về phía Lâm Nhất. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Lâm Nhất thong thả điềm tĩnh, cổ tay hắn khẽ run, thân hình biến ảo, 18 tia điện quang chiếu sáng cả đất trời. Như uy lực của chiêu kiếm này vẫn chưa bùng nổ, mà nó dung hợp với kiếm thế ngút trời của Lâm Nhất, Hám Thiên Ma Viên đang có tốc độ rất nhanh chợt chậm lại một cách kỳ lạ. Nó như bị rơi vào vũng bùn, khi bàn tay sánh đánh trúng Lâm Nhất, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên đã có thể tránh thoát một cách dễ dàng, dư âm dao động, Lâm Nhất búng ngón tay trái. Tiện tay phá chiêu. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Nhìn thấy con ma viên lại tấn công một lần nữa, Lâm Nhất chém tới một kiếm, kiếm chiêu vô song vô cùng đáng sợ được hắn không ngừng phân giải, nhẹ nhàng dung nhập vào trong kiếm thế. Keng, keng, keng. Sau vô số lần phân giải, kiếm quang giải rác vẫn tạo thành chấn thương không nhỏ cho Hám Thiên Ma Viên. Điều này khiến Hám Thiên Ma Viên càng tức giận hơn. Nó gào lên với Lâm Nhất, sóng âm tử vong lại kéo đến. Nhưng uy lực của sóng âm đã yếu đi nhiều, nhưng dưới tình huống chỉ nhằm vào một mình Lâm Nhất, vẫn không thể xem thường lực sát thương của nó. Kiếm thế của Lâm Nhất lập tức rung động, mơ hồ như muốn sụp đổ, gân máu hiện lên trên mặt hắn như sắp nổ ra đến nơi. Thình thịch, thình thịch. Thương Long cửu biến lặng lẽ vận chuyển, Thương Long ấn trước ngực lóe sáng, tim Lâm Nhất không ngừng đập thình thịch. Huyết khí cuồn cuộn tràn ngập khắp người, hắn đang cố đỡ đòn tấn công của Hám Thiên Ma Viên. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Trong lúc cố chịu đựng, Lâm Nhất lại chém một kiếm, củng cố lại kiếm thế sắp sụp đổ. Trận chiến giữa một người một vượn đáng lẽ phải chấn động đất trời, chỉ dư âm đã mang đến sức công phá đáng sợ. Nhưng dưới kiếm thế kỳ lạ của Lâm Nhất, xung quanh lại chẳng có chút dao động nào. Có điều dường như Hám Thiên Ma Viên ngông cuồng tự đại đã yếu đi nhiều. Tốc độ của nó trở nên chậm lại. Lâm Nhất nhạy bén phát hiện Hám Thiên Ma Viên để lộ một sơ hở rất lớn, mắt hắn lập tức sáng rực lên. Bá kiếm, chiêu dương phá hiểu. Trong nháy mắt, Lâm Nhất không chút do dự bộc phát triệt để rất nhiều sát chiêu dung hợp trong kiếm thế này. Một kiếm đâm ra, ánh lửa chói mắt phóng thẳng lên trời. Bá khí toàn thân Lâm Nhất tăng vọt, đạt tới mức độ đáng kinh ngạc. Kiếm quang rực rỡ, nắng chiều đầy trời, chiếu rọi cả mặt đất. Hám Thiên Ma Viên trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra, nhưng nó đã mệt bở hơi tai, có lòng nhưng không có sức. Đợi đến khi nó lấy lại sức, muốn che giấu sơ hở của mình, kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất đã đâm vào người nó. Phụt! Khi thân kiếm đâm vào, cơ thể khổng lồ của Hám Thiên Ma Viên nổi lên ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực trên người nó như mặt trời mới mọc. Dị tượng này còn đáng sợ hơn nhiều so với huyền dương liệt nhật của Tần Dương trước đó. Ngay sau đó, kiếm ý vô tận xuôi dọc theo thân kiếm, sôi trào mãnh liệt như con sông sao động không ngừng, liên tục tràn vào trong cơ thể Ma Viên.
Bùm! Trong tiếng nổ vang rung trời, hám thiên ma viên bị đánh văng ra xa, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Trần Tận Quang sinh, Chiêu Dương phá hiểu. Lâm Nhất không chủ quan như Tần Dương, không chờ hám thiên ma viên ngã xuống, hắn nghiêng người lao tới chém thêm một nhát. Rất nhiều dị tượng lập tức tan biến, nhìn hoa cả mắt, đợi đến khi ánh sáng tản đi, tầm nhìn mọi người khôi phục bình thường, cơ thể khổng lồ của hám thiên ma viên đã vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh nhỏ. Chiêu kiếm này càng ngày càng thuận tay, sau này mình sẽ gọi là kiếm phá sơn hà. Lâm Nhất đáp xuống đất, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh sáng trong mắt không hề giảm. Dung hợp cả bộ Trần Quang kiếm pháp và thi triển trong nháy mắt, quả nhiên uy lực rất mạnh. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được sát chiêu này vẫn còn tiềm năng có thể khai thác. Chết rồi ư? Đám người trên đầu tường thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ con hám thiên ma viên mà ngay cả Tần Dương cũng không giết được lại chết trong tay người này. Lại là chiêu kiếm đó. Mộ Dung Tịnh nằm dưới đất nghĩ lại mà sợ, hắn ta vừa nhìn đã nhận ra chiêu kiếm kinh khủng chém hám thiên ma viên thành nhiều mảnh này chính là chiêu kiếm đã đánh bại hắn ta trước đó, chỉ là uy lực đã tăng lên gấp đôi. Tiểu tử này không cảm thấy mệt sao? Tốt nhất là ngươi đừng động vào người này, hắn nhất định sẽ tỏa sáng trong quần long thịnh yến. Long Hạo ở bên cạnh dặn dò với vẻ mặt nặng nề. Cách đó không xa, Cơ Vô Dạ cũng có vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn ta đột nhiên cảm thấy lời đánh cược của mình và đối phương như một trò cười. Rốt cuộc mình cần phải tiến bộ thêm bao nhiêu nữa? Lâm Nhất lẩm bẩm, tu vi thăng lên cảnh giới âm dương đại thành, lĩnh ngộ bá trảm thiên hạ và kiếm phá sơn hà, thực lực của hắn đã mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với trạng thái trong lần đầu giao đấu với hám thiên ma viên vào mấy ngày trước. Hắn thậm chí còn không thi triển kiếm ý thông linh. Phải nói rằng đợt thú triều nghìn năm khó gặp này đúng là một kỳ ngộ lớn lao. Nếu là bình thường không có cuộc giết chóc bất tận này và không thể hiểu được bản thân, kiếm pháp của hắn sẽ không bao giờ có thể tiến bộ như thế. Sau khi thở hồi sức, hắn tìm được yêu đan cấp bậc bá chủ của hám thiên ma viên trong đống xương cốt máu thiết chất thành núi. Viên yêu đan kia lượn lờ ma quang màu đen, toát ra khí tức cuồng bạo. Linh khí thiên địa ẩn chứa trong nó đạt tới một mức độ đáng kinh ngạc. Lâm Nhất cầm nó trong tay, cảm thấy vô cùng nặng nề. Soạt! Không biết có phải là do hám thiên ma viên đã chết hay không, bầy yêu thú đông nghịt lập tức rút lui như thủy triều. Các võ giả trong cuộc chiến đều thở phào nhẹ nhõm, đây là một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có. Nhiệt huyết trước đó đã bị dập tắt, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận. Nhưng thực lực của những người còn sống này chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Sau khi hám thiên ma viên bị Lâm Nhất giết, thú triều tạm thời rút lui, trừ những đợt thú triều tấn công quy mô nhỏ thì mấy ngày nay có thể nói là sóng êm gió lặng. Nhưng tất cả mọi người đều biết thú triều còn lâu mới ngừng, trận chiến vừa rồi chỉ mới là mở đầu của cuộc đại quyết chiến thôi. Yêu thú thiên phách vẫn chưa lên sân khấu, yêu nghiệt và nhân tài tử Nguyệt Động Thiên đại diện cho thành Lôi Châu vẫn chưa đến. Đợt thú triều nghìn năm khó gặp này còn lâu mới kết thúc. Mấy ngày tiếp theo, hai người được bàn tán nhiều nhất trong thành Mộ Kiếm chắc chắn là Ô Tiếu Thiên và Lâm Nhất. Đặc biệt là Ô Tiếu Thiên, hắn ta phát huy thực lực đỉnh phong của yêu nghiệt tuyệt đỉnh một cách cực kỳ thành thạo. Một chiêu đỉnh phong dễ dàng đánh yêu thú cấp bậc bá chủ bị thương khiến người ta phải cảm thán. Chín tia huyết quang chiếu sáng cả bầu trời, xé rách ma vân. Khuôn mặt tự tin ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mọi người. Hắn ta đã chứng minh với người trong thiên hạ rằng yêu nghiệt tuyệt đỉnh cũng có phân chia cao thấp. Ô Tiếu Thiên hắn ta không phải người mà những yêu nghiệt tuyệt đỉnh như Triệu Phong, Tần Dương, Tạ Vũ có thể so sánh. Về phần Lâm Nhất, hắn là một con hắc mã, một nhân tài mới nổi mà không ai ngờ hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong thú triều. Lúc trước thậm chí có rất nhiều người không biết tên của hắn. Sau này hỏi thăm mới kinh ngạc biết được hóa ra vị kiếm khách áo xanh đó là Lâm Nhất. Vị cao thủ đã giết Thất Tú Thiên Lăng được bàn tán xôn xao trong thành Mộ Kiếm trước đây chính là người này, điều này đã khiến mọi người hết sức chấn động và ngạc nhiên. Đến nay mọi người vẫn không thể nào quên được hình ảnh hắn giết 10 con yêu thú bán bộ thiên phách bằng một chiêu kiếm, hình ảnh đó thực sự quá ấn tượng. Tiếp theo là con hám thiên ma viên mà ngay cả Tần Dương cũng không giết được cũng chết dưới kiếm của hắn.
Thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt này quá kinh khủng, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Nhưng so với Ô Tiếu Thiên, Lâm Nhất còn hơi gây tranh cãi. Rất nhiều người cho rằng nếu không nhờ Tần Dương đánh hám thiên ma viên trọng thương, Lâm Nhất sẽ không có cơ hội giết chết nó. Suy cho cùng hắn vẫn lây dính chút hào quang của Tần Dương, thực lực cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của mọi người. Thậm chí đến cả Tần Dương của Huyền Dương Điện cũng rất bất mãn về việc này, nói rằng viên yêu đan hám thiên ma viên cũng có một nửa của hắn ta. Nể tình Lâm Nhất là hậu bối nên hắn ta mới không muốn đi gây sự với hắn thôi. Nhưng dù thế nào, ở trong lòng mọi người Lâm Nhất vẫn là một ngôi sao tỏa sáng trong số các nhân tài mới nổi, có thực lực tranh tài với yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Rất nhiều người mong chờ thiếu niên đến từ đế quốc Đại Tần này sẽ tỏa sáng như thế nào trong quần long thịnh yến. Có phê bình, cũng có khen ngợi. Lâm Nhất hoàn toàn không biết gì về những việc này. Sau khi quay lại thành Mộ Kiếm, hắn đã bế quan khổ tu, không bước ra cửa một bước. 7 ngày sau, khi nắng sớm chiếu qua những đám ma vân dày đặc, miễn cưỡng mang đến cho thành Mộ Kiếm tối tăm một chút ánh sáng. Lâm Nhất trong lầu các viện lạc chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt đất nơi hắn đang ngồi có một đóa hoa rực rỡ được tạo thành từ hơn 100 cánh hoa, nó phức tạp và rườm rà, xếp thành nhiều lớp toát ra hơi thở cổ xưa. Khi Lâm Nhất mở mắt ra, đóa hoa tử diên màu bạc trên mặt đất từ từ tan biến, những cánh hoa cũng biến mất theo. Đồng thời còn có rất nhiều ánh sáng đom đóm không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là kiếm ý bán bộ thông linh đang dao động như có sự sống trong không gian này. Phù! Lâm Nhất thở ra một hơi thật dài, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những tòa cung điện cao vút, đứng lặng trong thành trì như những lưỡi kiếm. Đây là phong cách kiến trúc đặc biệt ở thành Mộ Kiếm, tất cả đều như những thanh kiếm sắc sừng sững giữa đất trời, quanh quẩn sự sắc bén. Trong vòng 7 ngày, coi như mình đã thấu hiểu triệt để bá trảm thiên hạ và kiếm phá sơn hà, nhưng kiếm ý bán bộ thông linh lại dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu tiến bộ nào. Lâm Nhất chậm rãi đứng lên, bước tới bên cửa sổ, nhanh chóng suy nghĩ. Ngoại trừ hai con át chủ bài mới bá trảm thiên hạ và kiếm phá sơn hà này, tu vi cảnh giới âm dương đại thành cũng tăng lên khá nhiều, thậm chí ngay cả thương long cửu biến cũng có chút tiến bộ. Cuộc giết chóc thú triều bất tận có hiệu quả rõ rệt trong việc tăng tiến thực lực cá nhân mỗi người. Chỉ có kiếm ý thông linh mà hắn để ý nhất lại như hào rộng không thể bước qua. Mình đã luyện kiếm, luyện tâm, luyện sức mạnh trong cuộc giết chóc bất tận này. Mình đã đẩy ra sương mù, nhìn thấy bản thân, kiếm của mình chỉ cần hôm nay, không cầu kiếp sau, nhưng mình vẫn không thể bước qua rào cản này. Giết chóc không có tác dụng với mình. Thú triều còn đang tiếp diễn, cuộc đại quyết chiến sau cùng vẫn chưa bắt đầu, nhưng trong lòng Lâm Nhất lại dâng lên ý muốn rời đi. Không cần phải tiếp tục ở lại đây, kỳ ngộ mà mình có thể nhận được trong cuộc giết chóc bất tận này đã đạt tới giới hạn. Mình cần phải tìm một con đường khác mới có thể có được cơ hội nhỏ để thăng cấp kiếm ý thông linh. Rư, rư, rư. Lúc này, một tiếng gào giống kinh thiên động địa của thú đột nhiên vang lên từ phía ngoài thành. Tiếng giống bén nhọn đó còn đáng sợ hơn cả trận đại quyết chiến 7 ngày trước. Tia nắng miễn cưỡng xuyên qua ma vân hoàn toàn biến mất, thành Mộ Kiếm lại trở nên tối tăm. Lại có động tĩnh rồi à? Lâm Nhất nhảy qua cửa sổ, leo lên nóc một ngôi nhà khá cao gần đó, ngẩng đầu nhìn qua. Ở phía xa có mấy chục cột sáng đáng sợ được ngưng tụ từ yêu sát màu đen phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Vùng trời bên đó bị nhuộm đen như mực, bầu không khí nặng nề, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Hô! Trong thành Mộ Kiếm liên tục vang lên tiếng xé gió, từng bóng người lần lượt bay về phía tường thành. Trong phút chốc, trên đầu tường thành sừng sững đã có rất nhiều võ giả, nhìn qua chỉ thấy đầu người đông nghịt. So với bầu không khí nhiệt huyết sôi trào trước đó, sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt, mọi người đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Chắc là sẽ có thú vương đến, thậm chí yêu thú thiên phách cũng sẽ xuất hiện. Lâm Nhất nhìn thấy dị tượng ở phía xa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Với dị tượng đáng sợ này, có lẽ đây sẽ là trận quyết chiến cuối cùng của đợt thú triều lần này. Có lẽ cao thủ thiên phách của Lôi Châu cũng sẽ đến. Trong trận đại chiến với quy mô này,
thực lực cá nhân hắn không giữ quá nhiều tính chất quyết định. Đến lúc đi rồi. Trận quyết chiến chân chính này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với rất nhiều nhân tài kiệt xuất và yêu nghiệt tuyệt đỉnh, thậm chí còn có thể giao đấu với thú vương, đột phá bình cảnh trong thời khắc sinh tử để thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng nó lại không quá cám dỗ đối với Lâm Nhất. Soạt. Khi Lâm Nhất chuẩn bị đi, đột nhiên có hai tia huyết quang sắc bén cuốn theo gió lạnh lao tới. Huyết quang nhấp nhô lên xuống, từ xa đến gần, chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Nhất, tốc độ vô cùng nhanh. Ô Tiếu Thiên và Cơ Vô Dạ đồng thời xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Cơ Vô Dạ lại phức tạp hơn ít nhiều. Hai người này tìm hắn làm gì? Lâm Nhất thấy nghi ngờ, cũng âm thầm cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang. Lâm Nhất, hai chúng ta không các ác ý, chỉ là sư huynh bảo chúng ta đến gặp ngươi thôi, Cơ Vô Dạ bày tỏ thiện ý giải thích với Lâm Nhất. Trên khuôn mặt ngông cuồng của Ô Tiếu Thiên mang theo ý cười xấu xa, hắn ta nhướng mày nói, tiểu tử, những người khác đều đã đi lên tường thành rồi, ngươi lại không di chuyển gì, chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao? Lâm Nhất không thích hai chữ chạy trốn này lắm, nhưng cũng không phản bác đối phương. Nếu thật sự bàn về việc giết chết yêu thú và cứu người bình thường, Ô Tiếu Thiên cũng chưa chắc làm được nhiều bằng hắn. Thật ra đối phương không có tư cách nói gì hắn, nhưng có lẽ tính cách đối phương là như thế, hắn cũng lười tranh cãi với hắn ta. Muốn đi thật à? Nụ cười trên mặt Ô Tiếu Thiên biến mất, hắn ta nghiêm túc nói, tiếc quá, ta nhận được tin hôm nay thiên tài xuất chúng và tân tú trong thành Lôi Châu sẽ đến đây. Tuy không chắc có ai trong Tam Vương Thất Anh xuất hiện hay không, nhưng trong thành Lôi Châu cũng có ít nhất 10 người không thua kém gì ta, trong Tử Nguyệt Động Thiên cũng có mấy tên yêu nghiệt còn đáng sợ hơn cả ta, người không muốn gặp bọn họ để mở mang tầm mắt à? Lâm Nhất nhẹ giọng nói, ta chỉ thấy hứng thú với Tam Vương Thất Anh thôi, nhưng bây giờ đã không là gì nữa. Nếu một người nào đó trong Tam Vương Thất Anh xuất hiện, chắc chắn Lâm Nhất sẽ dừng lại một lát. Nhưng cũng chỉ gặp cho biết rồi sẽ lập tức rời đi. Ngay cả ta mà cũng không coi ra gì sao. Ô Tiếu Thiên cong môi, cười như không cười nhìn Lâm Nhất, một tia phong lạnh lẽo như có như không rơi vào người Lâm Nhất. Phong mang của hắn ta chứa đựng uy thế huyết sát đáng sợ, ngoài ra còn có hơi thở vô cùng nóng bỏng. Hơi thở nóng bỏng kia mang theo khí thế bá đạo như muốn đốt cháy vạn vật, muốn đốt ra một lỗ thủng trên bầu trời. Sắc mặt Cơ Vô Dạ lập tức trở nên căng thẳng, trước khi đến đây sư huynh đã nói là sẽ không ra tay rồi. Ý chí hỏa diễm. Lâm Nhất suy nghĩ lập tức hiểu rõ. Cùng là ý chí hỏa diễm, nhưng ý chí hỏa diễm của Ô Tiếu Thiên mạnh hơn của Tần Dương rất nhiều. Đương nhiên không phải, chỉ là ta đã gặp ngươi rồi. Lâm Nhất trả lời thật lòng. Ha ha, coi như ngươi biết điều. Ô Tiếu Thiên cười to. Phong mang mạnh mẽ lập tức tan thành mây khói. Cơ Vô Dạ thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng, sư huynh đúng là vui giận thất thường, nói thay đổi là thay đổi. Chắc chắn muốn đi sao? Hình như thánh thể Bạch Lê Hiên xuất thân từ cùng một tông môn với ngươi, ta nghe nói hắn ta như diều gặp gió trong thành Lôi Châu, rất có tiếng tăm. Nếu không ngoài dự tính thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ đến, không muốn gặp mặt à, Ô Tiếu Thiên tiếp tục khuyên nhủ. Chắc chứ. Trong mắt Lâm Nhất không có chút dao động, hắn không cảm thấy bất ngờ với sự phát triển của Bạch Lê Hiên. Hắn ta vốn có thánh thể, ở Nam vực này, căn cơ của hắn ta có thể nói là có 102, không ai sánh bằng. Hơn nữa trong cổ mộ tinh quân, hắn ta còn lấy được Thương Long kiếm quyết, muốn không quật khởi cũng khó. Nếu đã quyết định sẽ đi, thế trước khi đi luận bàn với ta một chiêu đi. Cuối cùng Ô Tiếu Thiên cũng nói ra mục đích hắn ta đến đây, hắn ta là một người hiếu chiến, nghe thấy Cơ Vô Dạ nói ra sự tích của đối phương, hắn ta lập tức thấy hứng thú. Đoán được có lẽ Lâm Nhất đang bế quan cũng không tùy tiện làm phiền, vẫn luôn chờ đợi. Để ta trải nghiệm xem rốt cuộc kiếm ý của thiên tài kiếm đạo là ngươi đáng sợ đến mức nào, ánh mắt Ô Tiếu Thiên rất nóng bỏng, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Sư huynh! Cơ Vô Dạ ở bên cạnh hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng lên tiếng. Ô Tiếu Thiên cười nói, yên tâm, chỉ là luận bàn thôi, ta sẽ áp chế tu vi, cũng sẽ không sử dụng toàn bộ lá bài tẩy. Công tử Táng Hoa,
chắc là ngươi sẽ không để ý chuyện luận bàn với ta đâu nhỉ. Hắn ta gọi danh hiệu của Lâm Nhất đã xem như rất tôn trọng rồi. Được. Lâm Nhất trả lời đơn giản, tuy lời nói rất đơn giản, nhưng trong mắt hắn lại có phong mang lóe lên. Nếu ngươi tôn trọng ta, thì ta cũng sẽ tôn trọng ngươi, đây là nguyên tắc làm người trước sau như một của Lâm Nhất. Huống hồ hắn thật sự muốn luận bàn với đối phương, Ô Tiếu Thiên đã chọc trúng điểm yếu của hắn. Bầu trời mờ tối, Lâm Nhất và Ô Tiếu Thiên chọn tư thế đứng đối diện trên mái hiên. Muốn luận bàn thật à? Cơ Vô Dạ ở bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ sư huynh lại xem trọng Lâm Nhất như thế, còn chủ động muốn luận bàn với hắn. Dù gì thì Lâm Nhất cũng chỉ là một nhân tài trẻ tuổi, tuy thật sự có thể giết chết yêu thú thiên phách cấp bá chủ thì sao chứ? Sư huynh chỉ cần ra một đòn là có thể làm yêu thú cấp bá chủ bị trọng thương rồi, hắn ta còn sắp giết chết cả thú vương nữa. Suy xét thế nào, sư huynh cũng có vẻ hơi hạ thấp bản thân. Cơ Vô Dạ mang theo sự nghi ngờ lặng lẽ lùi về sau, chăm chú nhìn chằm chằm hai người, không dám bỏ qua chút chi tiết nào. Ô Tiếu Thiên cười hờ hững, nói là luận bàn, nhưng dường như hắn ta cũng không quá chú tâm. Cơ bắp dưới người hắn ta vẫn đang thả lỏng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không kiêng nể gì trước đó, nhìn thoáng qua, gần như khắp cả người đều là sơ hở. Nhưng Lâm Nhất không hành động, hắn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, tay trái cầm kiếm. Kiếm ý trong mắt hắn tựa như một đầm nước mùa thu, giếng cổ không gợn sóng, còn mang theo cảm giác lạnh lẽo, mang đến cho người khác cảm giác sâu không lường được. Dần dần, nụ cười trên mặt Ô Tiếu Thiên biến mất, khí thế trên người hắn ta dần cô đọng lại. Rõ ràng dáng vẻ thả lỏng có rất nhiều sơ hở trước đó chính là cái bẫy mà hắn ta cố ý đặt ra. Vẫn chưa ra tay à? Thời gian dần trôi, Cơ Vô Dạ đứng xem cũng tỏ vẻ mong chờ, hai người này đỏm dáng quá rồi. Chỉ luận bàn thôi, có cần nghiêm túc như thế không? Vụt. Nhưng lúc này, Cơ Vô Dạ chợt cảm thấy hoa mắt, còn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra đã nghe thấy tiếng kiếm reo đinh tai nhức óc. Tiếng kiếm reo đó tựa như tia chớp đánh xuống từ trên 9 tầng mây, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ đất trời. Gầm. Cùng lúc đó, lại có 9 con huyết mãng gào thét xuất hiện, sau lưng Ô Tiếu Thiên có vô số huyết quang lóe lên. Hai bóng người nhanh chóng di chuyển, trong lúc đến gần nhau, có kiếm quang chói mắt chống lại trưởng mang ngưng tụ từ 9 con huyết mãng, hai chiêu thoáng chốc va vào nhau. Ầm. Đúng lúc này, hai khí thế đáng sợ giao thoa với nhau, đồng loạt phóng lên cao, chọc ra một lỗ thủng lớn trên ma vân vừa dày vừa nặng. Vụt. Ánh sáng chói mắt xuyên qua lỗ thủng ngưng tụ thành một chùm sáng bao phủ lấy Lâm Nhất và Ô Tiếu Thiên. Ánh sáng đó cực kỳ nổi bật trong bóng tối vô tận, thậm chí cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hai người. Cơ Vô Dạ há hốc mồm, trong mắt là vẻ khó tin. Dưới vầng sáng màu vàng trước mặt hắn ta, mái tóc dài tung bay của Lâm Nhất, khuôn mặt dữ tợn của Ô Tiếu Thiên, còn có phong mang giữa đòn tấn công của hai người, tựa như thoáng chốc đọng lại thành vĩnh hằng. Nó như in ra thành một cuộn tranh, khắc sâu trong đầu Cơ Vô Dạ không thể nào xóa đi. Oanh! Nhưng thật ra tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ giao thủ một lần như thế rồi kết thúc luận bàn. Khóe miệng Lâm Nhất có vết máu chảy ra, hắn cầm kiếm bay xa trăm dặm, còn Ô Tiếu Thiên thì vô cùng hờ hứng, chậm rãi buông tay phải xuống. Vô số người bị tia sáng vàng thu hút sự chú ý nên quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Lỗ thủng lớn trên ma vân đã khép lại, trước mắt là bóng đêm vô tận, không nhìn thấy Lâm Nhất cũng không nhìn thấy Ô Tiếu Thiên, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi thua rồi. Ô Tiếu Thiên cười khẽ, nhẹ giọng nói. Kiếm Táng Hoa quay lại vào vỏ kiếm, Lâm Nhất lau khô vết máu trên khóe miệng, khẽ đáp chưa chắc đâu. Tách, tách. Tay phải vẫn chưa hoàn toàn rụt về của Ô Tiếu Thiên xuất hiện chút vết rách. Có máu tươi không ngừng chảy ra. Sắc mặt hắn ta không ngừng thay đổi, một lúc lâu sau đó mới nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt nặng nề, trầm ngâm nói, kiếm ý này của ngươi thật sự rất ghê gớm, nhưng ngươi lại không thể đi được con đường này, ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Nhất im lặng không đáp lời. Sao vậy, ta nói không đúng à? Ô Tiếu Thiên nghiêm túc nói, toàn bộ cổ vực Nam Hoa, không,
là cả huyền hoàng giới đều không có ai nắm giữ được kiếm ý thông linh trước cảnh giới thiên phách. Cho dù đạt đến cảnh giới thiên phách, trước khi chưa mở thất phách, cũng không có mấy người nắm giữ được kiếm ý thông linh. Dù là Nam Cung Vãn Ngọc có thiên phú kiếm đạo không thua kém gì ngươi cũng đã lựa chọn con đường khác. Ngươi thua trong tay Khương Tử Diệp nên đã mất đi ý chí mạnh mẽ. Dù có vẻ đã ra khỏi thung lũng, nhưng thực tế vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi với Tam Vương Thất Anh, chúng ta không giống nhau. Nói xong, Lâm Nhất chắp tay xin cáo từ. Sắc mặt Ô Tiếu Thiên hơi khó coi, câu nói cuối cùng của Lâm Nhất rất có sức ảnh hưởng với hắn ta. Tên này ngông cuồng quá. Cơ Vô Dạ đi tới, không vui nói. Dù trận luận bàn khi nãy không phân thắng bại, nhưng cũng là Lâm Nhất thua mới đúng. Hắn ta biết rõ sư huynh có lá bài tẩy chưa sử dụng, còn áp chế cả tu vi rồi. Ô Tiếu Thiên phất tay, không thể nói thế được, hắn ta thật sự có bản lĩnh để ngông cuồng. Người này cũng không cần phải lo lắng về quần long thịnh yến nữa, nhưng muốn lĩnh ngộ kiếm ý thông linh trước 20 tuổi là chuyện quá khó khăn. Khó khăn đến mức nào? Còn khó hơn việc giết chết thú vương gấp trăm lần. Hắn ta đang tự nhốt mình trong lồng, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Chỉ luận bàn một chiêu, nhưng Ô Tiếu Thiên lại nhạy cảm phát hiện ra dã tâm của Lâm Nhất, hắn hoàn toàn không coi trọng chuyện lần này. Thậm chí còn chắc chắn ở quần Long Thịnh Yến sẽ không có vấn đề gì. Không giống nhau. Ô Tiếu Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Lâm Nhất, thầm hừ lạnh, đúng là không giống nhau. Ta có tư cách khiêu chiến với Tam Vương Thất Anh, còn ngươi đã định sẵn là không có tư cách đó rồi. Sao có thể giống nhau được? 10 ngày sau, sườn núi Lạc Long, dãy núi Viêm Long. Lâm Nhất quay về chỗ cũ, cuối tầm mắt của hắn có một thanh kiếm đang treo trên trời, có lôi quang bất diệt quấn quanh. Theo kiếm quang nở rộ, kiếm ý cuồn cuộn vô tận chiếu sáng ngọn núi cao chọc trời kia, cực kỳ chói mắt. Cửu thiên lôi động, kiếm quang diệu thế. Đó là một thanh kiếm ngưng luyện từ kiếm ý vô biên mà Lâm Nhất hoàn toàn không hiểu được. Trong kiếm chứa đựng ý chí kiêu ngạo bất hủ của kiếm khách nghìn năm. Thật sự quá tráng lệ. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Lâm Nhất vẫn vô cùng rung động, không một lời nào có thể miêu tả sự rung động trong lòng hắn. Quá mạnh mẽ, Lâm Nhất cảm thấy thành kiếm lơ lửng trên mây kia chính là vua của vùng đất này. Bất cứ một ai dám bất kính đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, bị xử lý trong nháy mắt. Ô Tiểu Thiên nói con đường của hắn không đi được. Chắc chắn không thể thăng lên kiếm ý thông linh thật sự là một suy nghĩ quá ngây thơ. Hắn ta không biết rằng Lâm Nhất đã đạt tới kiếm ý bán bộ thông linh, chỉ thành tựu đó đã đủ để kiêu ngạo ở huyền hoàng giới rồi. Nửa bước còn lại khó như lên trời, khi Lâm Nhật bước ra nửa bước cuối cùng thì luôn luôn thất bại. Có lẽ một năm nửa năm, cũng có lẽ chỉ cần một ngày là thất bại, chỉ xem là mất bao nhiêu thời gian thôi. Chính bản thân hắn ta cũng bị Tam Vương Thất Anh dọa bể mật. Cảm giác sợ hãi này vốn đã cắm rễ sâu tận đáy lòng, nếu không thể nhìn nhận rõ ràng thì e là quần Long Thịnh Yến lần này, hắn ta sẽ một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục thua trong tay Tam Vương Thất Anh. Ta và ngươi không giống nhau. Lâm Nhất không hề nói một cách tùy tiện. Vù vù. Mũi chân khẽ chạm trên mặt đất, sau vài lần nhảy vọt lên, Lâm Nhất đã đi đến chân sườn núi Lạc Long. Phía trước có kiếm thế vô hình bao phủ nên hắn không dám chủ quan tiến lên. Vị trí mà hắn đang đứng cũng chính là vị trí lúc trước kiếm quán Thiết Huyết đã chôn cỏ kiếm hoàng. Không biết là ai đã lưu lại kiếm ý ở nơi này, Lâm Nhất dõi mắt nhìn chuôi kiếm lơ lửng trên đỉnh núi đằng xa, hắn gia tăng kiếm ý bản thân đến cực hạn, tập trung quan sát cẩn thận. Ồ! Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất khẽ kêu lên một tiếng, vẻ mặt hắn thay đổi. Thanh kiếm đơn độc treo trên sườn núi Lạc Long đột nhiên lay động, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trước mắt bắt đầu biến ảo. Kiếm quang đột ngột tan biến, dung hòa cùng trời, khuấy động phong vân. Tầng mây vô biên vô tận cuộn trào và bắt đầu chuyển động, rồi thay đổi thành muôn hình vạn trạng theo sự di động mãnh liệt của kiếm quang. Đây là kiếm ý tiên thiên, dung hòa cùng trời, bao quát khắp mặt đất mênh mông mờ mịt. Lâm Nhất thầm kinh hãi. Hiển nhiên, thanh kiếm sắc bén trên đỉnh núi kia đang diễn hóa cho hắn thấy hình ảnh khi kiếm ý tiên thiên đạt đến mức tận cùng. Quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Soạt. Ngay khi tim hắn đang rung động mãnh liệt, bỗng bức tranh lại biến đổi, trên vòm trời có ngàn vạn kiếm quang xẹt qua, mỗi một luồng kiếm quang lóe lên xé toạc bầu trời như xé một tấm màn bao phủ mặt đất, khiến hàng hàng ngôi sao từ khe hở đó rơi xuống. Ban đầu, ở khe hở chỉ có vài trăm ngôi sao rơi xuống, mỗi một ngôi sao dường như sáng chói vĩnh hằng. Nhưng dần dần, kiếm ý gia tăng, vết rách trên vòm trời cũng ngày một lớn hơn, từ vài trăm ngôi sao lóng lánh tăng vọt lên thành 1.000, rồi 2.000, 8.000, 9.000. Hình ảnh trước mắt quá rung động, tầng tầng gợn sóng trong lòng Lâm Nhất lan ra bốn phía, mỗi một khi kiếm quang xẹt qua, đều có 9.000 ngôi sao tỏa sáng rơi xuống, ánh sao rực rỡ chiếu rọi thiên địa, mặt đất mênh mông rực sáng, đó là một loại dị tượng bao la và hồn hậu. Đây chính là kiếm ý thông linh. Lâm Nhất chấn động, chợt tỉnh ngộ, đây chính là kiếm ý tiên thiên được diễn hóa lên một cấp độ mạnh hơn kiếm ý thông linh. Khi luồng kiếm ý thông linh này đạt đến cực hạn, 9.000 ngôi sao cô đọng thành 9 tinh tuyền hùng vĩ. Mỗi một tinh tuyền có đường kính dài đến ngàn mét, cứ như là tinh hệ được tạo thành từ 5.000 ngôi sao đang điên cuồng xoay tròn. Vòm trời dường như bị đè xuống, chỉ cần với tay là có thể chạm đến. Soạt! 9 tinh tuyền lớn đồng thời tan biến, thanh kiếm sắc bén vẫn lơ lửng giữa không trung, ngàn vạn ngôi sao như hoa tươi héo tàn, chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Chỉ còn thanh kiếm này làm bạn cũng nhật nguyệt. Cuộc đời này, Lâm Nhất chưa từng thấy mặt trời và mặt trăng lớn như vậy, quá mức khổng lồ, trường tồn từ cổ chí kim, vĩnh hằng và bất hủ. Nhưng đứng trước chuôi kiếm kia, chúng lại nhỏ bé một cách lạ kỳ. Một kiếm khiến trời trăng bừng sáng, ngôi sao héo tàn, đây chính là kiếm ý thông linh, kiếm ý tam phẩm siêu phàm đó sao? Đau quá! Lâm Nhất không kịp ngẫm nghĩ thì bất chợt, hắn cảm thấy hai mắt vô cùng đau đớn, trong hốc mắt có hai giọt máu rỉ ra, trước mắt là một màu đen kịt. Sau một hồi bối rối, Lâm Nhất dần tỉnh táo lại, hẳn là tiền bối đang cảnh cáo hắn, không thể xem tiếp nữa. Trước đó, hắn từng đến đây, nhưng không cách nào nhìn thấy được đủ loại kiếm ý như thế này, đó là bởi tu vi còn chưa đủ. Hiện tại, kiếm ý của hắn đã thăng cấp lên bán bộ thông linh. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình ảnh ba cấp độ không đồng nhất, còn trên nữa thì không được. Màn đêm buông xuống. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt hai bên gối, từ từ nhắm mắt lại. Những đốm huỳnh hỏa vốn bằng mắt thường không thấy được, nhưng giờ bỗng dưng vụt sáng, bay múa trong bóng đêm. Trong núi Viêm Long, rất nhiều yêu thú có thực lực mạnh mẽ đều nhìn thấy cảnh tượng quái dị này. Chúng cố ý muốn đến xem xét một phen. Nhưng nghĩ đến thanh kiếm trên sườn núi Lạc Long, cả bọn lập tức mất hết dũng khí, cả người run lẩy bẩy. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Lâm Nhất mở mắt, đôi mắt vốn bị thương giờ đã trong trẻo và sáng ngời, sớm khôi phục lại như lúc ban đầu. Trước mặt hắn có rất nhiều đốm huỳnh hỏa vẫn còn chưa tiêu tán. Một ý niệm vụt qua trong đầu Lâm Nhất, kiếm ý của ta đã đọng lại suốt cả đêm không hề biến mất ư. Thành tựu như thế này tuy không thể đánh đồng với kiếm ý bất hủ ngàn năm trên sườn núi Lạc Long, nhưng đối với Lâm Nhất, đó là một niềm vui lớn lao. Duỗi tay chạm nhẹ một cái, đốm huỳnh quang hệt như một đóa bồ công anh, lập tức tản ra và rực sáng, tuy nhiên chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rồi tan biến. Đa tạ tiền bối. Hai tay Lâm Nhất hợp thành chữ thập, khom người hướng về phía sườn núi Lạc Long, cung kính thi lễ. Có thể vị tiền bối để lại luồng kiếm ý này đã rời đi, cũng có thể vị ấy đã qua đời, nhưng Lâm Nhất tin rằng ý chí của đối phương vẫn còn đó, giống như khi đám người Mộ Dung Tịnh đánh bại Tử Điện Ma Long Điểu, ông ấy cũng đã ra tay trợ giúp. Đến khi Lâm Nhất ngẩng đầu lên một lần nữa, ngạo khí trong mắt mặc sức phóng thích, con người sáng ngời lóe lên duệ khí đủ sức chấn nhiếp thiên địa. Ai nói ở huyền hoàng giới, dưới thiên phách không thể lĩnh ngộ được kiếm ý thông linh. Ai nói con đường này không thể được? Lâm Nhất ta là gì? Không thể không nói, kiếm ý bất hủ ngàn năm trên sườn núi Lạc Long quả thật là một kỳ ngộ to lớn. Nhưng là kỳ ngộ dành cho người đạt đến yêu cầu, vì lẽ đó, hằng hà sa số người từng nhìn thấy, nhưng chỉ có một mình Lâm Nhất có thu hoạch, đó cũng không phải chuyện trùng hợp. Không nói đâu xa, ngay tại 2 tháng trước, Lâm Nhất cũng từng quan sát nó. Đáng tiếc là khi đó hắn không nhìn thấy gì cả, ngoài sự rung động thì chẳng có thu hoạch gì. Còn về kiếm quán thiết huyết,
Bọn họ vốn mượn nhờ hoàn cảnh tràn ngập kiếm ý nơi đây để trồng một gốc cỏ kiếm hoàng, nhưng lại bất đắc dĩ đụng phải Lâm Nhất, khiến gốc cỏ kia bị Tử Điện Ma Long Điểu hủy diệt, âu cũng là chuyện xui rủi không ai muốn. Đương nhiên, tên thiếu chủ kia cũng không nhìn thấy kiếm ý diễn hóa dị tượng, ngay cả vị cao thủ thiên phách theo hộ tống cũng không thấy. Nếu không thì dù cỏ kiếm hoàng bị diệt, bọn họ cũng có thể đạt được một phen tạo hóa lớn lao. Lâm Nhất suy tư trong chốc lát, chợt, hắn bừng tỉnh ngộ, đủ loại nguyên nhân đã thúc đẩy kiếm ý của hắn đạt đến bán bộ thông linh. Nếu không luyện kiếm, luyện tâm trong thú triều, thăng cấp kiếm ý lên bán bộ thông linh thì một lần nữa đến đây, hắn vẫn không chiếm được thứ gì cả. Thực lực không đủ thì không thể hiển hiện cho ngươi thấy được, bằng không sẽ bị chọc mù hai mắt. Như Lâm Nhất vậy, hắn chỉ có thể nhìn đến kiếm ý thông linh, còn về kiếm ý tam phẩm, vừa liếc nhìn đã khiến hai mắt đổ máu. Đối với những người khác, nếu cảnh giới không đủ, liều mạng tìm hiểu là sẽ bị chọc mù hai mắt. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhất tiến bộ thần tốc. 5 ngày sau, đã có vài chục đốm huỳnh hỏa do kiếm ý bán bộ thông linh của Lâm Nhất diễn hóa tồn đọng suốt 2 đêm không tan. Đây là một cảnh giới khá đáng sợ, kiếm ý của những nhân tài kiệt xuất bình thường tồn đọng được nửa canh giờ đã là rất lợi hại. Như Bạch Lê Hiên hoặc Nam Cung Vãn Ngọc, kiếm ý của những yêu nghiệt này có thể tồn tại một buổi đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, kiếm ý của Lâm Nhất có thể tồn đọng 2 đêm không diệt, hơn nữa đó còn là kiếm ý bán bộ thông linh. Khi giao đấu, kiếm ý của hắn lưu lại trong cơ thể đối thủ sẽ tạo thành tổn thương chí mạng, muốn trừ bỏ cần phải tốn một phen chân nguyên và công sức. Nếu đổi lại một loại phương thức khác, đem những kiếm ý có thể tồn đọng được 2 đêm này cô đọng lại rồi bộc phát trong nháy mắt, thử tưởng tượng xem uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Vẫn cần người chỉ dẫn mới được, nếu không, tự thân khổ tu thì chẳng biết đến bao giờ mới đạt đến cảnh giới trước mắt. Lâm Nhất nhìn kiếm ý bất hủ ngàn năm trên đỉnh núi đầy mây, thì thào tự nhủ. Trước kia, bất kể hắn có cố gắng cỡ nào thì kiếm ý vẫn không tiến bộ được dù là nửa bước, nhưng khi quan sát kiếm ý ngàn năm này, lại chứng kiến kiếm ý thông linh được diễn hóa, hắn như được khai sáng, học một hiểu 10, một niềm tin bất diệt lan tỏa trong lồng ngực, cứ như không có bất kỳ cửa ải nào có thể cản nổi bước chân hắn. Loại trạng thái này thật sự rất kỳ diệu. Chỉ mới có nửa tháng thôi mà mình đã có thể thử thăng cấp lên kiếm ý thông linh hoàn chỉnh rồi. Mình chướng hệt như một cái hào rộng trước đó đã hoàn toàn biến mất, Lâm Nhất cảm giác mình chỉ cần tu luyện một cách trôi chảy như vậy, kiếm ý thông linh hoàn chỉnh sẽ mau chóng được phô bày. Mặt trời mọc rồi lặn, mây đến mây đi. Thời gian trôi nhanh, trong khi Lâm Nhất tu luyện trong núi thì những nhân tài kiệt xuất tại thành mộ kiếm đang dốc hết sức, liều mạng chém giết giữa thú triều. Hòng tìm kiếm một cơ hội đột phá. Tam vương thất anh những thiên kiêu cái thế cũng đang từ phương xa gấp rút trở về. Quần long thịnh yến đến gần, mỗi người đều đang liều mạng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ai biết được trong thịnh yến sẽ xuất hiện ngựa đen như thế nào và cũng không ai dám chắc bản thân có thể là người cười đến cuối cùng. Không phải ai cũng biết đến đại thế, nhưng trong cõi xa xăm, dường như bọn họ đều cảm nhận được. Mọi người đều lờ mờ nhận ra rằng trời đất phát sinh biến cố, ngay cả thú triều ngàn năm khó gặp cũng xuất hiện, thế nên chẳng ai đoán được quần long thịnh yến lần này sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Tất cả đều đang cố gắng, dốc hết sức mình tranh một phen tại quần long thịnh yến. Không yêu cầu xa vời, chẳng mong có thể tỏa sáng, chỉ cầu đời này không hối hận, không nuối tiếc vì bầu nhiệt huyết mà bọn họ đã đổ vào trên con đường võ đạo. Đây là một trận đại thế chính thức, quét ngang chư thiên vạn giới, đã là yêu nghiệt, thân ở trong đó thì không cách nào tránh khỏi. 10 ngày sau, thình lình, trên sườn núi Lạc Long xuất hiện một luồng kiếm ý khủng bố. Kiếm ý sộc thẳng lên trời, vòm trời tựa như một tấm màng bị xé toạc, để lại một vết rách cực lớn, bóng tối đột nhiên bao phủ, hằng hà ánh sao chiếu rọi. Màn trời bị xé rách. Nếu cẩn thận đếm sẽ thấy trong lỗ hổng có 100 ngôi sao đang rực sáng. Từ trên 9 tầng trời, mỗi một khôi sao đều giáng xuống một cột sáng, hàng loạt cột sáng răng khắp nơi, đến cuối cùng, chúng đều tề tụ trên người kiếm khách áo xanh đang ngồi khoanh chân trên sườn núi Lạc Long. Phút chốc, toàn thân kiếm khách áo xanh tỏa sáng, hào quang bắn ra 4 phía. Mái tóc dài tung bay trong gió, áo xanh mộc mạc, đôi mắt khép hờ.
tất cả đều đang tỏa ra hào quang. Loại ánh sáng chói mắt này kết hợp cùng với khí thế thần thánh và trang nghiêm, khiến Lâm Nhất hệt như một đóa sen xanh, độc nhất trong thiên hạ, nổi bật giữa quần hùng. Tuy nhiên, dị tượng bực này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, sau đó, lỗ hổng trên vòm trời nhanh chóng được lấp đầy, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bóng đêm biến mất, trời đất một lần nữa sáng trong. Kiếm ý thông linh. Lâm Nhất từ từ mở mắt, đôi mắt vốn đen nhánh của hắn bỗng chốc sâu thẳm và bao la như bầu trời đêm, con người thấu triệt và người sáng hệt như ngôi sao. Khí chất của hắn biến đổi một cách tự nhiên, duệ khí sắc bén và ác liệt không cách nào khống chế được. Trong mắt lóe lên duệ khí lợi hại, chỉ một cái liếc mắt đã có thể xuyên thủng hư không. Nếu giao đấu với kẻ địch, không cần ra tay, chỉ thế thôi cũng đủ chấn vỡ tâm linh đối phương. Ánh sáng lạnh lẽo và ác liệt chiếu thẳng vào tim, khiến kẻ đó không dám nhìn thẳng vào mục tiêu là hắn. Duệ khí quá mạnh mẽ. Lâm Nhất lộ vẻ mừng rỡ, tuy nhiên, sau đó, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Duệ khí quá mạnh mẽ cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, vì có vẻ hơi khoa trương và nổi bật. Tuy nhiên, Lâm Nhất cũng biết, kiếm ý thông linh vừa thăng cấp nên chắc chắn không thể thu phóng tự nhiên được, phải làm quen một khoảng thời gian. Mới có thể khống chế theo ý mình, tĩnh như mặt hồ, động như ánh sao chói sáng, xé rách bầu trời. Đúng lúc này, sâu trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên âm thanh xiềng xích đứt gãy. Tim Lâm Nhất đập nhanh một nhịp, lại thức tỉnh một hung hồn ư. Hắn vội nhắm hai mắt lại, tập trung nội thị, thì thấy trong bóng tối có một đôi mắt lóe lên, nhưng lại không xuất hiện. Hai đại hung hồn cùng kỳ và Trúc Long có hơi nhúc nhích, dường như khá kiêng kỵ nó. Loảng xoảng. Ngay khi Lâm Nhất đang cẩn thận tra xét hung hồn mới xuất hiện, kiếm gãy ẩn mình trong bóng tối lại rút ra một chút, trông đặc biệt quái dị. Có kiếm quang lập lòe làm bừng sáng khoảng không gian thần bí kia trong khoảnh khắc. Lúc này, Lâm Nhất mới phát hiện hung hồn thức tỉnh lần này là một con rắn, dáng vẻ giống với đằng xà thượng cổ, toàn thân nó đen kịt, phải tỏa ra khí lạnh, sâu trong đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Đến khi kiếm quang tiêu tán, bóng dáng con đằng xà núp trong bóng tối kia lại lần nữa biến mất, chỉ còn cùng kỳ và Trúc Long tồn tại. Nếu không quan sát cẩn thận thì không cách nào phát giác được sự tồn tại của nó. Lâm Nhất rời đi, sắc mặt hắn lộ vẻ cổ quái, mỗi một lần tiến bộ đến trình độ nhất định thì đều có một sợi xích bị đứt, chuôi kiếm kia cũng theo đó mà rút ra một chút. Nếu 8 sợi xích đều bị đứt, hẳn là kiếm gãy sẽ chính thức ra khỏi vỏ. Trước kia, hắn cứ cho rằng kiếm gãy dùng để phong ấn hung hồn, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là hung hồn phong ấn kiếm gãy. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn khủng bố hơn so với 8 đại hung hồn liên hợp? Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới thôi suy nghĩ, bí ẩn đáng sợ như thế e là chỉ khi 8 hung hồn đều thức tỉnh, hắn mới có thể biết được. Có lẽ ta bước vào thế giới này vốn không phải chuyện ngoài ý muốn. Lâm Nhất lẩm bẩm nói. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng nói tiếp, đợi đến trận đại thế kia, có lẽ sẽ tra được một chút chân tướng. Bây giờ vẫn nên kiểm tra kiếm ý thông linh trước đã. Từ bán bộ thông linh đến kiếm ý thông linh hoàn chỉnh, Lâm Nhất có thể đơn giản cảm giác được kiếm ý đã xảy ra biến đổi về chất. Kiếm ý tiên thiên vô hình vô chất, nếu có cũng chỉ là duệ khí và khí thế lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi ra chỉ vào kiếm chiêu thì có thể khiến uy lực của kiếm pháp tăng lên gấp bội. Kiếm ý vốn hư vô bất định, vô hình vô chất, nhưng cũng là tồn tại chân chính và cần thiết. Tuy nhiên, kiếm ý thông linh thì hoàn toàn khác biệt, cũng là vô hình vô chất, nhưng không hề bất định, mà dường như nó có sinh mệnh, thậm chí khi chạm tay vào có thể cảm nhận được sự hân hoan, mừng rỡ và phấn khích của nó. Những người khác thì e là không thể nói rõ, nhưng nếu là kiếm khách cùng cảnh giới thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhạy cảm phát giác ra được. Kiếm ý tiên thiên vô hình vô ảnh, kiếm ý thông linh vô ảnh lại có linh. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng khi tự đưa ra kết luận này. Cả hai gần như chỉ kém một chút, nhưng lại chênh lệch như trời với đất. Ta vừa mới bước vào kiếm ý thông linh, cách tiểu thành vẫn còn hơi xa. Hiển nhiên, Lâm Nhất nhận thức được bản thân mình vẫn còn kém rất nhiều. Ngày đó, hắn nhìn thấy hình ảnh kiếm quang mặc sức bay lượn, xé rách vòm trời. Có vô số ngôi sao rơi xuống, nhưng hắn chỉ có vỏn vẹn hơn 100 ngôi sao. Tu luyện kiếm ý thông linh càng lên cao,
thậm chí có thể cô đọng ngôi sao thành tinh tuyền, khi đó, chỉ nghĩ đến đủ loại dị tượng khủng bố thôi cũng khiến trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng đến khi tu luyện chân chính, Lâm Nhất lại thật sự chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ kiếm ý thông linh lại mạnh mẽ đến như vậy, khiến lĩnh ngộ về kiếm đạo của hắn đạt đến một tầm cao mới, hoàn toàn không giống trước kia. Vô số suy nghĩ vụt qua, hằng hà sa số linh quang trong đầu hắn không ngừng nổ tung. Hắn tu luyện một mạch, đồng thời tìm hiểu chân ý trong thức thứ 5 huyết chấn sơn hà và thức thứ 6 hoành đoạn thái A của bá kiếm. Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu ra. Những chỗ tối nghĩa lúc trước giờ trở nên sáng tỏ, dễ hiểu, mọi sự thông suốt, chỉ cần hiểu ra một điểm là có thể hiểu toàn bộ vấn đề. Loại cảm giác khó tưởng này khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đến khi hắn thử dung hợp huyết chấn sơn hà vào hoành đoạn thái A vào bá trảm thiên hạ thì gặp phải chút phiền toái, tuy nhiên, ban đầu là thế, nhưng sau hơn 10 lượt thử nghiệm, nhờ vào kiếm ý thông linh mạnh mẽ, hắn đã dung hợp thành công. Đối với một đại sát chiêu khác, kiếm phá sơn hà, trước kia Lâm Nhất phát giác được có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ, nhưng lại không cách nào hiểu rõ được, còn bây giờ thì chỉ cần tùy ý tu luyện một lát là có thể hiểu ra. Sát chiêu này thiếu tình, hóa ra trong Trần Quang kiếm pháp, nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người chiếc vó ngựa trắng chính là chiêu thức quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong quá trình dung hợp, rất nhiều dị tượng nhìn thì hoa mắt thật nhưng còn lâu mới đủ tinh luyện. Khi Lâm Nhất đặt cảm xúc vào trong đó, hắn lập tức có cảm ngộ mới, mấy chục dị tượng xuất hiện từ chiêu kiếm vừa rồi rút gọn lại thành 9 dị tượng lớn. Nhưng 9 dị tượng lớn này có liên quan với nhau, không ngừng biến ảo tạo thành hơn 1.000 dị tượng nhỏ. Một kiếm đâm ra, rất nhiều dị tượng như sơn hà vạn dặm như hoa chán phóng, giang hà cửu chuyển huyết nhiễm thương khung. Đến đây, chiêu kiếm này đã hoàn toàn viên mãn. Sơn hà vạn dặm như hoa chán phóng, giang hà cửu chuyển huyết nhiễm thương khung. Lần nào cũng diễn ra dị tượng mới có thể chân chính kết hợp với Trần Quang kiếm pháp, mới có thể chân chính gọi là kiếm phá sơn hà. Lâm Nhất nhìn ngọn núi hoàn toàn bị san bằng cách đó trăm dặm, hài lòng gật đầu. Rư. Lúc này, Lâm Nhất nghe thấy một tiếng giống của dã thú quen thuộc. Trong tiếng giống ấy ẩn chứa khí tức bá đạo vô cùng, nhưng đồng thời cũng có chút thê lương, nghe có vẻ thảm thương như tràn đầy không cam lòng. Lâm Nhất kinh ngạc cảm ứng. Tử điện ma long điểu. Lâm Nhất hơi khó hiểu. Hắn luyện hóa một giọt tinh huyết bản mệnh của đối phương nên rất nhạy bén với khí tức của nó. Điều làm hắn ngạc nhiên là con yêu thú bá chủ này lại bị thương. Trong núi Viêm Long có ai có thể làm nó bị thương? Mắt Lâm Nhất chợt lóe, nghi ngờ không thôi. Lâm Nhất đã được chứng kiến sự lợi hại của yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ như Tử Điện Ma Long Điểu, quả thật có thể gọi là vô địch. Hắn còn nhớ rõ trước đây. Nó đã từng giết chết mấy con yêu thú thiên phách trong trạng thái trọng thương, thể hiện uy thế bá chủ vô cùng thuần thục. Không ngờ bây giờ nó lại bị thương, nghe tiếng hét của nó có lẽ là bị thương không nhẹ. Đi xem sao. Lâm Nhất nhanh chóng quyết định. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Chân nguyên rồi rào chảy vào dưới chân, Lâm Nhất giang hai tay ra, kim quang chợt lóe, hắn bay lên không trung. Mặc dù là thân pháp cảnh giới huyền võ, nhưng nó đã được Lâm Nhất tu luyện đến hóa cảnh. Dưới sự thôi động cực hạn của Tử Diên kiếm quyết, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Thịch, thịch, thịch. Giữa không trung, một tia kim quang xẹt qua nhanh như chớp và không ngừng lập lòe. Tiếng gào thét của Tử Điện Ma Long Điểu càng thêm rõ ràng, trong không khí bắt đầu tràn ngập yêu sát và mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu nồng quá, chắc là có không ít yêu thú đã chết. Mặt Lâm Nhất khẽ biến sắc, hắn che giấu hơi thở, thận trọng đáp xuống. Hắn đi băng qua khu rừng rậm rạp trong núi, một lát sau xuất hiện trên một ngọn đồi. Phóng tầm mắt ra xa thì thấy cách đó 100 dặm, trên một bãi đất hoang trống trải, mặt đất gập ghềnh, khung cảnh vô số hố sâu như có hàng nghìn vạn viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống tạo thành. Ngoài ra, trong bãi đất hoang còn có xác của mấy con yêu thú thiên phách nằm rải rác trên mặt đất. Xác yêu thú chồng chất lên nhau, không có một cái xác nào là hoàn chỉnh, có thể đoán được trận chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào. Đưa mắt nhìn qua, Lâm Nhất nhìn thấy Tử Điện Ma Long Điểu đang giằng co với hai con yêu thú thiên phách. Tình trạng của nó lúc này đang rất xấu,
đôi cánh màu tím như sắp bị xé toạc, cơ thể khổng lồ chằng chịt vết thương, đặc biệt là vết thương trên cổ. Không biết vết thương này bị con yêu thú nào cắn trúng, hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại, máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối. Hai con yêu thú giằng co với nó, một con là sói xích luyện màu đỏ như máu và một con yêu mãng thân màu vàng đất to bằng thùng nước, cơ thể khổng lồ của nó cuộn tròn tại chỗ, nếu không chú ý sẽ cho rằng đó là một ngọn đồi chọc. Lạ thật! Lâm Nhất Thầm ngạc nhiên, hai con yêu thú này thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng lẽ ra chúng không phải đối thủ của Tử Điện Ma Long Điểu mới đúng. Nhiều khi sự chênh lệch về thực lực không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp, ai đã làm nó bị thương. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, sóng năng lượng dao động lan tới, dưới chân Lâm Nhất cũng đang run rẩy. Khi hắn đang suy nghĩ, ba con yêu thú lại lao vào đánh nhau, cảnh tượng vô cùng máu me. So với nhân loại, cảnh tượng yêu thú giết nhau còn tàn khốc hơn, hầu hết mọi lúc chúng đều chiến đấu bằng sức mạnh cơ thể của mình. Với cách chiến đấu đó, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều có thể biến thành vũ khí, mỗi lần va chạm sẽ tạo ra dư chấn kinh thiên động địa. Trong phút chốc, bóng dáng của ba con yêu thú trong trận hỗn chiến bắt đầu trở nên mơ hồ. Cơ thể thoạt nhìn có vẻ nặng nề của chúng chợt có tốc độ nhanh hơn, rất nhiều võ giả có thân pháp cao cường cũng không thể so sánh. Bùm! Trong tích tắc đã có kết quả, Tử Điện Ma Long Điểu bị yêu mãng màu vàng đất đánh bay bằng đuôi. Giữa không trung có vô số chiếc vảy bong ra, kim quang lập lòe, chiếu sáng rực rỡ. Sói xích luyện cắn mạnh vào người Tử Điện Ma Long Điểu, vì không có vảy, vết thương trần trụi lập tức bị cắn mất một mảng thịt lớn. Grư! Nhưng Tử Điện Ma Long Điểu phản công cũng rất mạnh mẽ, nó đánh một phát vào người sói xích luyện ngay trên không trung. Nếu là bình thường, với thực lực của Tử Điện Ma Long Điểu, cú đánh này có thể đánh chết đối phương, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đánh bay. Phịch! Tử Điện Ma Long Điểu ngã xuống đất, lộn vài vòng, máu không ngừng chảy ra, nó đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên. Xì! Yêu mãng màu vàng đất lẻ lưỡi, bò về phía Tử Điện Ma Long Điểu. Nó tỏ ra hết sức cẩn thận, uốn éo không ngừng gia tăng áp lực cho Tử Điện Ma Long Điểu. Grư, grư. Tử Điện Ma Long Điểu vô cùng nôn nóng, liên tục gầm gừ, muốn giãy giụa đứng lên nhưng vẫn không thể nào thành công. Vèo. Khi còn cách Tử Điện Ma Long Điểu chưa tới 1000 mét, yêu mãng dừng lại, đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào Tử Điện Ma Long Điểu. Yêu sát trên người nó liên tục tích tụ cho đến mức như có thực thể, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hô. Khi huyết vân nổi lên trên bầu trời, yêu mãng bay lên không trung, lao tới nhanh như chớp, há miệng khổng lồ cắn về phía cổ vốn đang bị thương của Tử Điện Ma Long Điểu. Nó đang muốn kết liễu mạng sống của Tử Điện Ma Long Điểu. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Nhưng khi nó sắp lao đến, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm, một tia kiếm quang bắn tới trước mặt nó. Con yêu mãng khổng lồ bị đánh bay ngược lại, ngã mạnh xuống đất. Lâm Nhất cầm kiếm. Trong mắt có tia điện lập lòe, kiếm ý biến hóa thành quả cầu sấm sét lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao trời. Đợi đến khi con yêu mãng kia ngã xuống đất, tia sáng trong mắt Lâm Nhất lập tức bắn ra. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Kiếm táng hoa vung vẩy, Lâm Nhất chém một nhát. Rầm. Trong nháy mắt, tia sét tinh thần đáng sợ đánh vào người yêu mãng, tạo thành một lỗ thủng cực lớn trên người nó. Gần như sắp nứt ra làm đôi. Hô! Gió nhẹ thổi qua, một làn sóng nhiệt ngập trời đánh úp tới, Lâm Nhất nghiêng người né tránh, đưa kiếm táng hoa ra trước. Keng! Móng vuốt sói bén nhọn chạm vào kiếm táng hoa, ma sát thành mấy trăm đốm lửa rực rỡ, đó là sói xích luyện bị Tử Điện Ma Long Điểu đánh bay xông tới. Keng! 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 Lâm Nhất thoát ẩn thoát hiện, một người một sói đánh nhau giữa không trung. So với cơ thể khổng lồ của sói xích luyện, Lâm Nhất thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng kiếm thế của hắn bá đạo vô biên, cuốn theo gió mây ngập trời, không hề có dấu hiệu rơi vào thế yếu. Trong tích tắc, một người một sói đã đánh nhau mấy trăm chiêu, vô cùng kịch liệt. Lâm Nhất tìm cơ hội cố ý để lộ sơ hở, đợi đến khi đối phương sắp vồ trúng người mình với vẻ mặt dữ tợn, hắn nhếch mép cười khẩy, chợt xoay cổ tay,
ngay lập tức có 18 tia điện đan xen tạo thành một tấm kiếm võng lôi điện kinh khủng. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Ầm. Đòn tấn công mạnh mẽ này hoàn toàn không thể tránh được, sói xích luyện bị chém bay ra ngoài, tia điện trên người nổ tung, nó bị kiếm quang quất chảy ra chóc vảy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rư, rư, rư. Sau khi rơi xuống, sói xích luyện chạm đất bằng tứ chi, không ngừng gầm gừ với Lâm Nhất. Lúc nó gầm gừ, bộ lông trên người dựng đứng lên, kích thước toàn thân nó nhìn như to lên gấp bội, một uy áp hỏa diễm cuồn cuộn tích tụ sau lưng nó. Chút tài mọn. Lâm Nhất mỉm cười, tay phải cầm kiếm táng hoa đột nhiên giơ lên. Kiếm thế vô tận lập tức phóng thẳng lên trời, từ từ bay lên sau lưng Lâm Nhất như mặt trời mới mọc. Dị tượng này có lẽ không lớn mạnh bằng uy áp hỏa diễm của sói xích luyện, nhưng lại cô đọng hơn nhiều. Bá kiếm, chiêu dương như hỏa. Một người một sói đồng loạt bay lên không trung, hùng hổ lao vào nhau. Bùm! Trong tiếng nổ vang rung trời, ánh lửa lan rộng, những đám mây dày đặc trên trời cũng bị đốt cháy, trên bầu trời như bốc lên một ngọn lửa hừng hực vô cùng đáng sợ. Phụt! Lông toàn thân sói xích luyện bị đốt trụi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nó gục đầu xuống, quay đầu bỏ chạy như một người bị lột sạch quần áo, hoàn toàn không còn mặt mũi ở lại. Xì xì! Yêu mãng ở bên khác cũng liều mạng bỏ đi, cơ thể khổng lồ nhanh chóng trốn thật xa. Lâm Nhất nghĩ ngợi, quyết định không đuổi theo. Dù sao cũng là yêu thú thiên phách, để giết được thì hơi rắc rối, chắc chắn phải cần dùng đến át chủ bài. Hắn quay đầu lại nhìn tử điện ma long điểu, đối phương đang mất dần khí thế, bộ dạng như sắp chết, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Hiển nhiên nó đã ngửi thấy khí huyết từ giọt tinh huyết bản mệnh của mình trên người Lâm Nhất. Chính tên nhân loại hèn hạ này đã lén trộm một giọt tinh huyết bản mệnh của nó khi nó đang bị thương nặng, làm tu vi của nó giảm sút rất nhiều. Ngươi còn nhớ ta à? Lâm Nhất hơi xấu hổ, dù sao thì trộm tinh huyết bản mệnh của người khác cũng không phải chuyện gì đáng tự hào. Dù là yêu thú cũng phải đường đường chính chính đánh bại đối phương, sau đó mới lấy đi mới đúng. Sở dĩ hắn ra tay, một là muốn xem thử rốt cuộc thực lực của mình đã mạnh đến mức nào. Hai là vì muốn trả lại ân tình cho nó. Nhưng hắn hơi thất vọng, có vẻ như yêu thú thiên phách bình thường không thể kích phát toàn bộ thực lực của hắn, đánh không đã chút nào. Thậm chí còn không thể thi triển kiếm ý thông linh, chỉ dùng bá kiếm thôi đã dễ dàng đánh bại đối phương. Vết thương lớn như thế phải trị bằng cách nào đây? Lâm Nhất hơi đau đầu, hắn đã trải qua rất nhiều mật cảnh, đan dược trong tay cũng không phải ít. Nhưng tất cả đều là đan dược dành cho võ giả, chưa chắc có tác dụng với yêu thủ, nói không chừng còn sẽ có độc. Có rồi. Vỗ nhẹ lên túi trữ vật một cái, viên yêu đan của hám thiên ma viên cấp bá chủ lập tức xuất hiện trong tay Lâm Nhất, không đợi tử điện ma long điểu kịp phản ứng, hắn đã duỗi tay đưa đến bên miệng nó. Tử điện ma long điểu trần chờ trong chốc lát rồi há miệng nuốt viên yêu đan cấp bá chủ kia, ngay lập tức, trên người nó tỏa ra sương mù sét màu tím. Ầm. Ngay sau đó, thân thể vốn đã bị tàn phá thê thảm của nó bỗng phát ra tiếng sấm sét vang dội, huyết khí dồi dào không ngừng sôi trào. Từng luồng điện quang lập lòe quanh thân nó. Uy áp thuộc về yêu thú thiên phách cấp bá chủ nhanh chóng quay trở lại, khí thế ngập trời khiến người ta có cảm giác áp lực cực lớn. Giống. Sau nửa khắc, tử điện ma long điểu gầm lên một tiếng giận dữ, phát ra sóng âm đinh tai nhức óc. Nó lại lần nữa đứng lên, thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Uy áp trên người nó ngày càng đáng sợ, cứ như trời sinh nó vốn là bá chủ của vùng đất này. Mạnh thật! Lâm Nhất thầm kinh hãi, sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý thông linh, hắn mới chân chính hiểu được con tử điện ma long điểu này đáng sợ nhường nào. Trong luồng uy áp kinh khủng kia ẩn chứa khí tức thô bạo công kích thẳng vào linh hồn. Khí huyết của nó đang sôi trào hệt như dung nham ào ào tuôn đi. Thương thế của nó đã khôi phục hơn phân nửa, rất nhiều vết thương trên người đã lành lại như lúc ban đầu, ngay cả lỗ hổng đáng sợ ở cổ cũng khép lại, duy chỉ có vị trí bên dưới cổ, trên một cái vảy màu đen vẫn còn vết rách, hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục. Đây là vết thương nặng nhất của nó. Lâm Nhất tự nhủ, có lẽ 8 đến 10 phần,
bên dưới cái vảy đen kia chính là chỗ hiểm của nó, so với cổ còn quan trọng hơn, cho nên trong quá trình tu luyện, thân thể đã tiến hóa, hình thành một cái vảy có độ dày đáng kinh ngạc để bảo vệ mệnh môn. Kiếm khách, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Khi Lâm Nhất còn đang suy tư, Tử Điện Ma Long Điểu bỗng há miệng, trọ trẻ nói một câu tiếng người. Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, yêu thú mạnh mẽ vốn có linh trí sánh ngang nhân loại. Yêu thú đạt đến cảnh giới thiên phách cấp bá chủ muốn học tập ngôn ngữ loài người là chuyện rất dễ dàng. Ai tổn thương ngươi, Lâm Nhất có hứng thú với việc này hơn. Tử Điện Ma Long Điểu cúi đầu nhìn Lâm Nhất, im lặng giây lát rồi nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, nói với ngươi cũng vô dụng mà thôi. Hắn muốn biết quả viêm long ở đâu, ta chưa nói thì đã bị hắn đánh bị thương. Tuy nhiên, hiện tại hắn còn sống hay không thì ta không rõ lắm. Giọng nó rất bình thản, nhưng từ lời nói có thể đoán ra được đó là một trận chiến kinh tâm động phách, chỉ trong thoáng chốc, cả hai đã đánh trọng thương đối phương, tình huống cực kỳ hung hiểm, suýt chút nữa đã chết. Quả viêm long, hình như còn chưa đáng để cao thủ thiên phách phải động lòng. Lâm Nhất thấp giọng nói, trước khi thăng cấp lên tử phủ, hắn từng thu được một quả viêm long, tuy đó là thiên tài địa bảo khá quý hiếm, nhưng cũng có cảnh giới tương ứng, giờ nhìn lại, thứ này hoàn toàn không vào mắt hắn. Nếu như là một quả được nung nấu 3.000 năm, dùng máu của viêm long chân chính để tưới thì sao? Giọng Tử Điện Ma Long Điểu khàn khàn, lời nó nói khiến Lâm Nhất chấn động và vô cùng kinh ngạc. Ngươi cũng có hứng thú à? Ta có thể đưa ngươi đi, tuy nhiên, ngươi nên biết, đừng ôm hy vọng gì cả, xem một chút là được rồi. Tử Điện Ma Long Điểu xoay người, ra hiệu cho Lâm Nhất trèo lên. Quả viêm long được nung nấu 3.000 năm, dùng máu viêm long nuôi dưỡng, nếu nói không có hứng thú gì là giả. Tuy nhiên, Lâm Nhất là người thông minh, hắn biết nếu quả viêm long này dễ lấy như vậy thì Tử Điện Ma Long Điểu đã chiếm làm của riêng lâu rồi. Dù hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý thông linh, nhưng khi đối mặt với yêu thú thiên phách cấp bá chủ, Lâm Nhất cũng không dám chắc có bao nhiêu phần thắng. Hẳn là quả kia có yêu thú mạnh mẽ thủ hộ, hoặc là nó sinh trưởng trong tuyệt cảnh, không cách nào đến gần được. Biết thì biết, nhưng không đi nhìn một cái thì quả thật có hơi tiếc. Thực lực của Tử Điện Ma Long Điểu đã khôi phục được hơn phân nửa, nó giang hai cánh, vỗ mạnh, dòng khí ầm ầm nổi lên. Trong lúc dòng khí xoay tròn, có điện quang như hoa lửa lập lòe không dứt. Dòng khí mạnh mẽ kéo lấy thân thể to lớn của Tử Điện Ma Long Điểu, mang theo nó bay lên trời, chẳng mấy chốc, bọn họ đã bay xuyên qua núi Viêm Long. Cuồng phong sộc vào tai, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, tóc dài điên cuồng bay trong gió, lòng hắn thầm kinh ngạc. Thân hình của Tử Điện Ma Long Điểu còn khổng lồ hơn so với Hám Thiên Ma Viên. Nhưng hai cánh nó lại có thể nhẹ nhàng bay lượn. Từ những chi tiết thể hiện thực lực cho thấy huyết mạch của Tử Điện Ma Long Điểu chắc chắn rất cổ xưa, có rất nhiều truyền thừa in dấu trong huyết mạch, được truyền từ đời này sang đời khác. Với tốc độ nhanh như tia chớp, Tử Điện Ma Long Điểu bá khí đã mang theo Lâm Nhất lao đi. Trên đường, rất nhiều yêu thú và phi cầm bị dọa run, hoàn toàn không dám chắn đường, chứ nói chi là đồng hành cùng nó. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã xuyên qua rất nhiều tầng mây, vòng qua vài ngọn núi thấp bé, ba ngọn núi lửa đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, mây mù dần tán đi, tầm mắt hắn trở nên rộng mở. Ngọn lửa đáng sợ trên đỉnh núi làm đỏ bừng cả bầu trời, dưới nhiệt độ cao như thế, nơi đó trở thành một cấm địa có lực lượng hỏa diễm bao phủ. Không ngờ vẫn còn có một nơi bí ẩn như thế. Lâm Nhất giật mình, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện dãy núi có mây mù lượn quanh, giống như một ma trận khổng lồ nào đó. Không biết là tự nhiên hay là con người làm nên, nếu không có người hướng dẫn, hoàn toàn không thể tìm thấy nơi này. Cẩn thận! Tử Điện Ma Long nhắc nhở, sau đó đột nhiên tăng tốc, điện quang lấp lánh bao phủ lấy nó, giống như một mũi tên sắc bén xuyên qua ba đỉnh núi hỏa diễm. Cảm nhận được sóng nhiệt không ngừng chảy vào người, Lâm Nhất sử dụng Thương Long Cửu Biến. Dùng lực lượng Thương Long cổ xưa luyện hóa những ngọn lửa mang theo khí thế hung ác này. Lâm Nhất tùy tiện đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt không ngừng di chuyển, hắn phát hiện trên ba đỉnh núi hỏa diễm kia có rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá, khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn chợt hiểu ra.
Chắc chắn nơi này là khu vực trung tâm nơi Viêm Long đã chết năm đó, máu của nó bắn khắp đỉnh núi, mới khiến cho nơi này sinh ra nhiều báu vật quý giá như thế. Nếu thế thì quả Viêm Long 3.000 năm chín một lần cũng sắp xuất hiện rồi. Lúc này, Tử Điện Ma Long Điểu đang đi qua những ngọn núi hỏa diễm chợt dừng lại trên một cánh đồng hoang vu, khiến mặt đất không ngừng rung động, nó trầm giọng nói ở ngay phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.